Mình cũng biết là trong khoảng một ngày qua là anh em cũng nêu cái gọi là cảm nhận của mỗi người về trải lòng rồi. Mình thì mình cũng tin anh em lắm, có thể là anh em yêu quý mình thật nhưng mà anh em thích trêu mình. Nhưng mà em cũng phải nói thật với mọi người là mọi người trêu em nhiều quá, mọi người dài mọi người trêu em nhiều quá rồi. Bây giờ ra ngoài đường ai cũng bảo em BD, em cũng buồn lắm chứ. Đấy, thế là mình nghĩ là team mình khi mà xem mình trải lòng xong ấy, mọi người sẽ có cái nhìn khác về mình và không trêu mình như cũ nữa. Tại vì mình biết là mọi người thề mình cảm ơn mình kiểu biết ơn anh Độ này, anh Chip này, Rambo này, Funky, à nói chung là tất cả mọi người trong team đi. Đấy, tất cả mọi người trong team đi đã giúp đỡ mình, đã đi cùng mình kiểu từ những ngày đầu tiên ấy. Thì vậy cho nên là mình nghĩ là sau khi xem cái trải lòng của mình thì mọi người cũng sẽ hiểu mình hơn và sẽ không chửi mình nữa. Mình tin là như thế. Ok chưa mọi người? Ui, đi về mình như kiểu đi mẹ anh em học nhóm mùa dịch vẽ lồn ấy. Mình bây giờ cũng chửi Từng là mình. phần thành kiểu ướt át vậy luôn, đi một À. mình anh éo biết cái Đâu thằng nào? gì. Mình nghĩ Quả là được cái xăm lôi. Con mẹ mà đi Đi biết mọi ướt là người thì cũng phải đi. đi mẹ ướt liền sao anh? À, đi với người ta buồn 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 thì phải gắn liền với những cơn mưa chứ. Bây giờ người ta nhìn những cơn mưa người ta mới buồn chứ anh Độ. Đi con Mẹ mẹ lại cứ còn mua gặp nhở mưa nhở trong cảnh à? mưa Đi ấy. con mẹ Là mình ướt trông giống với thằng nhà quê vậy lồn. Sao lại Thề giống ngày quê? xưa kiểu tôi mà học cấp 1, cấp 2 ấy, là tôi hay làm mấy clip kiểu đi con mẹ mình kiểu ướt át vậy lồn, đi một mình xong rồi kiểu làm màn hình kiểu phải có nước chảy chảy xuống ấy, trông phải đi mẹ một kiểu cô đơn alone vậy lồn, kiểu sâu lòng lý ấy, ướt át Địt mẹ vãi cả cấp lồn 1 đã ra. làm địt mẹ được Rồi. video rồi á. Địt mẹ vẫn luôn tài năng trẻ mẹ Việt Nam à? Đâu mấy cái video đấy đâu? Cho em xem đi em nào. Hay là anh lại điêu? Vãi lồn. Bố mẹ mày có thể làm cách nào để bố mày bịt cái mồm mày vào không để cho em nhím nói không? Mình. Đấy, Đúng đâu rồi, mình phải nghĩ để là em có thể nói, làm đúng cách rồi nào để Pino ạ. mình bây giờ có chửi Từng mình. là phần thành mình. Hôm nay mình chỉ Im im muốn im im im. kiếm được Ai lại cách nào dừng làm nhở? hướng đẹp vãi lồn vậy. Đít con mẹ mày, thằng Sơn đấy khen đẹp mọi người Đâu ạ. nhưng Đẹp đây mà. là đây Đéo là hiểu sao lại khen đẹp. cái hiệu ứng này như là của thằng Bô, thằng thằng edit Không, cho thằng Bô cái cơ. hiệu ứng này là edit của em, dạy của thằng Bô làm gì có. Anh buồn cười thì anh Pino nhở. Nó cho thêm cái hiệu ứng này câu ạ. Đẹp cái lồn gì Đẹp mà thế, anh Quang. kiểu kiểu deep đi, kiểu thì Mưa bạn rơi sâu à? quá lồn Mưa vãi không, rồi từ từ mọi người đó ơi, kiểu từ từ, tâm nhưng mà trạng em thấy hợp mà. Em thấy kiểu phù hợp với cái tâm trạng mà. Không phải vãi mưa đâu đái nhở. luôn, thì mẹ bố mày đang Đâu, buồn vãi địt lồn. đúng rồi, đấy, đấy, địt mẹ Ủa thề. là mình Chỉ có anh buồn Pino vì hiểu mình em thôi vừa nhá. live stream rồi. Đấy, Thôi để thấy nó nhưng bị mà ơ ấy địt mà, mẹ sao nãy anh giờ chip. anh chip kiểu đéo nói gì với mình nhở. Thề anh chip kiểu khinh em đúng không? Sao anh chip đéo nói gì vậy? Buồn ngủ các thứ, ồn ồn quá, buồn 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 con cặc. thật. đấy đấy Cái lô thì đúng đấy đẹp là buồn đấy nhưng mà lại còn là thề buồn. mình lướt group quay là đéo quay là bị chửi, có mỗi group mình bị chửi đó. Địt mẹ cay vãi lồn thật. Buồn ấy chứ buồn ngủ thôi em Ờ ạ. hay Địt ỉa mẹ nhiều vãi ơ lồn gì chứ, mà địt mẹ buồn tâm ở vật trạng địt đâu, đấy thề sao thằng nhưng này nó ỉa không thằng nhiều bia thế là nhỉ. nhiều. Nó mà Không buồn mọi nó người rủ bình anh em đi tĩnh. uống đi nhậu đi Đúng uống rồi rượu đúng luôn, rồi. được cái rất là hay anh thế. Nó có bao giờ nó rủ tao đâu, đi mẹ có thấy lúc đéo có thấy nó buồn nó rủ tao đéo đâu, toàn đi mẹ có việc cần mới gọi anh Quang chứ lúc buồn nó rủ đi nhậu nhẹt có thấy rủ tao. Mày đi chơi game nữa, chả bao giờ thèm rủ mình cái gì nói déo gì Đâu nhậu không. bây giờ là em toàn reaction, em có chơi game đâu, em toàn xem phim thôi. Chứ em chơi game để em rủ mọi người luôn, với cả đi nhậu thì em dạo này em có buồn đâu. Không, bây giờ sắp tới là phải đi nhậu thật này, thì sắp tới em mới buồn thật. Nhưng mà mấy lần trước là em có buồn đâu anh Quang ơi. Em thề nhá, em đi chơi đi nhậu các thứ nhá, là em rủ không thiếu sót một ai luôn. Thằng nhím mày à. Như nào? Em như nào? Thôi. Ôi, ôi, Tao đéo đâu, nó không chỉ nói rủ được mỗi đúng mình không? mày thôi Tú ạ. Mong là Nó em có nhím rủ sau anh clip đéo đâu, này. đi bình Em thường sẽ á. Nhậu nhẹt đấy, hay rủ chúng anh mày đi lên nhậu tầng hơn. 6 à, uống bia uống rượu nên nó có bảo nó rủ anh đâu, nó chỉ rủ chúng Rồi, mày thôi. này thề nhá, rủ anh Quang đéo bao giờ anh Quang uống luôn. Anh lại nói điêu đi, anh lại bảo em điêu đi. Anh uống không? Tí nữa up stream đi uống luôn này. Xem xong reaction mày đi uống luôn. Mà Chúng anh mày Quang có nói uống bia câu rượu chúng mày, đâu? tao lại vả mỏ mày giờ. Nó toàn Địt rủ với mẹ thằng bạn quá, nó chứ mẹ rủ đấy là đéo mức anh em bé mình. quá. Địt mẹ bây giờ phải làm sao, clip nó chỉ có thế thôi. Thôi tôi sẽ nói tiếng tôi bé bé lại đi, không sao cả. Mẹ mày ồn mà Ơi buồn cho nhanh đi, đi uống rượu thằng anh. anh nói ít thôi. Anh Quảng nói ít thôi. Ngoài việc uống rượu ra, đi nhậu ra đéo gì. Bây giờ có buồn tâm trạng đâu. Ui thằng này.
thằng Dím công nhận uống rượu được. Dím Dím này bạn đéo hiểu sao. Nhiều người chọn quá nên buồn. Mà nó say thì nó say say rồi là địt mẹ thằng này nó có đéo gì phải buồn cả, chỉ có mỗi việc là người yêu cũ nó lấy chồng thôi. Đấy, chẳng có là các ông mẹ, đã phát hiện mẹ ra thôi. Mẹ lại săn muối vào mẹ vào trái chim nó rồi. Anh em bảo địt mẹ anh em trong tim người yêu cũ nó lấy chồng các ông còn đéo biết. Thế mà ông nào anh em trong team buồn buồn rủ nhau đi nhậu. Không, không, không. Cái này thì, cái vấn đề này thì nhiều, nói chung là nhiều bạn thắc mắc không? Nhiều bạn cũng kiểu comment trên cái chat của mình rồi. Thực ra là cái chuyện này mình cũng biết rồi. Nhưng mà cái cảm xúc của mình ấy, nó kiểu không, không vui mà cũng không buồn. Đấy, cảm xúc nó chỉ gọi là bình thường thôi. Cảm giác như kiểu cũng, à không, cũng có một chút vui đấy. Kiểu, kiểu người ta đỡ kiểu gọi là trải qua thêm nhiều cuộc tình ấy, thì cuối cùng người ta cũng tìm được cái gọi là hạnh phúc cuối cùng rồi, để đi đến gọi là hôn nhân rồi, thì mình cũng cảm thấy vui mà, chứ mình không thấy buồn thật. Thề mình mà buồn nhá là giờ này mình không ngồi stream ở đây cho các bạn đâu. Không buồn, vui. Yay, yay, yay. Yes. Còn em này mất em kia. Đúng rồi, em này mất anh kia. Địt mẹ thề, địt mẹ anh Văn Kỳ toàn bên mình thôi. Địt mẹ em thề quý Văn Kỳ vãi luôn à. Địt mẹ thề anh Văn Kỳ còn ít trêu mình. À kiểu không bao giờ trêu mình kiểu các thứ bóng mía ấy dai đâu. Anh Văn Kỳ kiểu trêu đúng kiểu địt mẹ mày hai thằng bạn với nhau ấy. Kiểu đấy chỉ trêu vui vui thế thôi. Ôi to, nhím ơi, cố lên. Không được. Cố lên cái lồn kìa, vui chắc to. Nhưng mà tôi nghĩ chắc nó cũng buồn đấy. Không, chắc là em cũng buồn. Tin người yêu cũ đi lấy chồng chắc cũng có buồn không đấy. Phải. À, không phải. Ông đép mọi ông, người ông, mọi người cứ bị thái quá. Bố công bình trà sữa để mày bố thằng bú nha, thai nhau bú. Để mẹ... bú lúc nào tao được miếng trà sữa nào? Trà sữa ở đâu đấy? Địt mẹ xem đéo biết. Ơ, trà sữa ở đâu vậy? Địt mẹ xong rồi mạng còn bị đứng nữa. Đủ má mày. Hiểu không? Đồ, trời ơi, cuộc sống này nó vận hành bằng cảm xúc. Địt mẹ thề, câu này là mình nói lại của anh Độ nhá. Địt mẹ mày cười đi, mày cười câu của anh Độ đi. Địt mẹ mày tao tìm lại cái stream mà anh Độ nói câu đấy luôn nhá. Địt mẹ thề, câu này là mình học được của anh Độ đấy. Nhưng mà mình thấy cũng đúng mà. Kiểu tất cả những cái gì mà việc mình làm ấy, nó đều cho ra một cái kết quả. Nếu mà ví dụ cảm xúc của bạn đang vui đi, thì đương nhiên là cái kết quả của cái việc đấy là đương nhiên nó sẽ tích cực, với là nó sẽ gọi là chất lượng mãi lồn đi. Còn bây giờ bạn đang buồn đi, đấy thì đương nhiên là bạn sẽ làm mọi thứ trong sự chán nản. Đấy, nó sẽ không gọi là tập trung, với là nó không gọi là chất lượng được như là các bạn đang vui được. Đúng không? Câu lồn này copy đâu nhỉ? Copy của anh Độ mà. Bạn cảm xúc ấy. Copy ở đâu nhỉ? Anh Độ. Đủ ma mày. À 16:31 à? Đi đây. Anh em nhớ cái bình trà sữa để mày bố thằng bú nhỉ. Tao được bú cái miếng lồn nào? Em không được bú nhá. Để mày trà sữa ở đâu đấy? Mà có corona là chắc đi. Apple lại à? Mày hết rồi. Tao đi mẹ xem thằng nhím trải lòng mà sao nghe giọng thằng Slick sắp khóc vậy. Và một lúc nữa chắc thì mày khóc hết cả lũ rồi này. Trình Độ sắp khóc rồi kìa. Ủa. Cục xúc ba lồn. Mẹ ba lồn. Tôi phải ghê lại cái đoạn này cái. Ờ, tiếp đi. Mẹ mày lại xoay. Xoay cái đéo đấy. Cục xúc ba lồn đi. Ta lại phải thêm một đoạn nữa. Ôi cái đuổi mẹ đấy. Thế mà nó bảo nó là bạn thân mình đấy. Địt mẹ mày. Ôi cái lồn. Địt mẹ. Nghe cay đấy nhở. Cục xúc ba lồn đi. Nó tốt dự là đéo có ai án ủi nó ạ. Địt mẹ đấy. Đấy, địt mẹ mình trải lòng này. Các bạn nhìn xem. Các bạn nhìn xem tất cả gương mặt của mọi người đi. Địt mẹ bị trải lòng buồn vãi lồn ra. Các bạn nhìn mình có cười không? Có thấy mình giống đang vui không? Đấy, trong khi mọi người cười vãi lồn này, mình tưởng mọi người sẽ thay đổi chứ. Mọi người sẽ nâng đỡ mình như kiểu, như kiểu ui cái lúc mà mình mới vào team nhá, thì ui em nhím kiểu ăn gì không, em nhím uống gì không, ui em nhím cái gì nhở, máy em có ổn để livestream không, ui xong rồi bọn anh giúp, xong rồi bọn anh chơi cùng bọn anh nhá, xong rồi bọn anh kiếm content cho mày làm, xong rồi để bọn anh giúp mày đi lên, xong rồi cho nhiều người biết đến. Đâu là lúc mình buồn này. Đấy địt mày ai cũng cười. Đéo có ai không cười, có mỗi anh Chip là nghiêm túc. Thì tính anh Chip thì mình cũng biết rồi. Nhưng mà anh Chip sao ít nói thế nhở? Con bóng đi là thành chữ con bóng. À đấy, con bóng cao lãnh. Mẹ con bóng cao lãnh á. Đúng rồi, đi hai sàn lồn thì khác đéo thì con bóng đâu. Cái lồn gì? Sập lồn đấy. Cuộc sống này. Từ, đi phải xem lại mà. Mẹ mới khó. Cuộc sống này ấy. Đi có mẹ Tú ơi, đừng có tua, đang xem tua lại ăn lồn à. Đi có mẹ tí mày mà tua thì tao vả chết. Thề mẹ anh Tú đéo có ý thức thọc nhóm lồn gì cả. Thì mẹ bao nhiêu người đang xem thì mẹ cứ bao xong rồi lại tua. Mỗi phi sang Trương Bình Hào đấy. Bạn đang có cảm xúc.
đừng có dừng lại. Đít mẹ, mẹ em vừa mới nói mẹ xong đấy thề. Xem có dừng lại. Sao ạ? Đít mẹ, con mẹ mày mày cũng sừng như ai còn cứ. Rồi xem tiếp đi, xem tiếp đi thôi, bình tĩnh bình tĩnh mọi người. Cuộc sống này nó vận hành bằng cảm xúc. Lại nhìn mặt lúc mẹ luôn thì các bạn lồ này khác lồ như nhau. Hai thằng gay quá luôn. Bà anh chết chán đéo xem nói luôn này. Của anh Độ mà. Ăn không ngon. Anh không ngon, đủ má ăn như súng đạn vậy mà. Tại lột ăn như súng đạn bao giờ. Đít mẹ thằng ai, thằng ai ăn thì tôi nói thật. Mẹ mồm đi, tôi thề các bạn đã thật sự ăn nhiều. Cái team refund này đít không mẹ, anh lại thề với Tú luôn. Đít con mẹ anh vẫn nhớ cái hôm đi luôn. Anh thề luôn cái câu chuyện, anh xin phép anh ngất lời Tú một tí. Đít con mẹ hôm đi ạ, đi thăm ai nhở. Hôm đi thăm bố anh Chip bị ốm ở trong bệnh viện Bạch Mai. Đít con mẹ anh em bọn mình, mày có nhớ không là hôm đấy anh em mình đi ăn một, đi ăn bún bò, ăn bữa sáng, đi ăn bún bò ở chỗ đường Láng. Đít mẹ mày vẫn nhớ địa chỉ 65 đường Láng. Một bát bún em nhớ là 60.000 hay là 50.000 đấy. Em nhớ đấy. Bùi Sơn Đích nó ăn hai bát. Em nhớ hôm đấy anh Quang ạ. Nó ăn hai bát bún bò trong bữa sáng các bạn ạ. Luôn. Đúng anh Quang, em nhớ hôm đấy. Nó ăn hai bát bún bò trong. Cái này tôi còn phơm nhá. Wow, em tôi đéo hiểu sao thực sự Snack nó có thể ăn được hai bát bún bò trong một buổi sáng. Còn suất đặc biệt nữa. Đấy hôm đấy là còn đi thăm bố anh Chip. Đéo hiểu đi mẹ mày. Bố anh Chip đi thăm người bệnh ốm hay là nó bị ốm nữa. Thực sự Snack mày ăn nhiều kích. Ừ, đéo hiểu sao xong rồi bảo mình ăn nhiều. Sợ thật. Bữa sáng ăn nhiều vãi lồn. Đi mẹ thề đéo tin được. Giống như kiểu mẹ lên hay miền Bắc này này. À lên ở đúng rồi, ra ngoài Hà Nội này chưa thấy ăn được chỗ nào ăn bún bò mà ngon như chỗ đường Láng á. Đấy Tú nói tiếp đi em. Thề các bạn nhá, lần nào đi ăn về đó nhá, nó là thằng ngồi từ đầu mâm đến cuối mâm không bỏ đũa luôn, tôi thề các bạn. Địt con mẹ mày đi ăn lòng rán, đi ăn lòng rán ở Nguyễn Siêu thì nó là thằng ăn nhiều nhất. Thề ai, các ai, bạn ai, luôn ai. Đi ăn lòng lúc sáng lồn thì nào. Đúng không? Chị cho em đúng một combo đấy. Tất cả các món lòng ở nhà mình. Đấy. Món nào cũng được. Địt mẹ bà chị mang ra, chị ơi bonus thêm cho em 3 đĩa lòng rán nữa. Mà các bạn phải hiểu là địt mẹ một đĩa lòng rán nó to đến mức như nào. Mình tôi cũng chỉ ăn được địt mẹ một đĩa thôi, nó gọi nhiều vai lồn. Địt con mẹ mình thề chỉ ăn thôi. Địt mẹ đấy, thế mà lúc đầu nhá, lúc đầu thằng Bô nó bảo em ăn như súng đạn đấy anh Quang ạ. À. Địt mẹ nghe nó có vô lý không? Vai lồn thật. Nói chung anh Snack ăn lắm. Lòng rán Nguyễn Siêu à? Đúng rồi, đúng. Địt anh ơi, nhưng mà tôi thật lòng rán Nguyễn Siêu ngon, ngon công nhận ngon đấy Pino nhở. Nào mà phải ngon vãi đái luôn, mình cũng hay ăn ở đấy nhiều. Em hay ăn ở đấy anh Pino ạ. Lòng rán Nguyễn Siêu đi 9 điểm các ông ạ. Tuyệt được, nhưng mà thằng Snack nó thích ăn cũng là đúng, ngon vậy. Anh em tôi hiểu ý nhau, anh có thấy không đấy? Anh em tôi nói đéo được sai luôn, thế cho nó nói lốt đi. Chuẩn chưa đập hai pha cái túi, hai pha hai pha đập luôn này. Mẹ không phải em ăn nhiều, anh Snack mới ăn nhiều nhất trong team. Hết một đĩa, chia cho em đĩa nữa. Đi mẹ hết đĩa nữa. Địt mẹ mày ăn nhiều quá luôn. Ăn nhiều rồi, nó ăn còn nhiều hơn mình. Ui, nó ăn nhiều lắm. Địt mẹ mày. Địt con mẹ. Đấy nhá. Tôi để nói về cái số lượng ăn trong cái nhà này nhá. Nhím. Thằng Nhím nó ăn nhiều nhất riêng. Em lại xin phép ngắt lời của anh Pino nhá. Địt mẹ em thề luôn, thằng Bô mới là thằng ăn nhiều nhất. Địt mẹ đéo bao giờ, em lúc nào em ăn nhá, lúc nào là em ăn một đĩa đầy bự nhá, lúc nào là em dành miếng cuối cho người khác nhá, không bao giờ là em ăn miếng cuối. Xong rồi em cũng có để ý là địt mẹ thằng Bô nó toàn ăn miếng cuối của mọi người thôi. Cho em si ra thằng Bô nó là địt mẹ, nó là thằng ăn nhiều nhất. Với cả em nhìn thấy nó cũng ấy khuê đũa nhiều lắm. Địt mẹ nó gấp bàn này, nó gấp bàn kia cơ. Đấy, bàn này hết nó lại sang bàn kia nó ngồi nó ăn tiếp cơ, không phải em đâu. Thằng Nhím nó là ăn nhiều nhất. Xong đến Snack này, xong đến Quang này, xong đến Độ đeo răng nói là tôi, nhưng mà tôi với cả anh Độ với anh Chip với cả Tú thì ăn đều áo cái Bô ăn thôi. Anh Chip mới ăn nhiều nhất, em nhớ lại rồi. Đấy, anh Chip mà nói gì đi, anh Chip nói gì đi, anh Chip không nói chỉ cho anh Chip ăn nhiều nhất đúng không? Em thề luôn, bây giờ em nhớ anh Chip kiểu hay ngồi trong một cái góc ấy. Đấy, không ai để ý được. Đấy, khi nào mà kiểu mọi người không để ý cái nhá, là kiểu gì cũng ăn luôn, kiểu gì cũng kiểu ngóc miếng thôi, cho vào mồm ấy, xong rồi kiểu quay ra một hướng ấy, xong rồi kiểu đi mẹ ăn lén lút để không cho ai biết ấy. Đấy, nhưng mà mình là cái người gọi là hay để ý xung quanh lắm, cho nên mình biết mà, đúng không anh Chip? Anh Chip giỏi đấy, anh Chip bào chữa đi. Anh Chip nói gì đi? Anh Chip ơi, lại bảo em nói sai đi, anh Chip nói gì đi xem nào. Thì bây giờ tôi đéo dám gọi là nói là tôi ăn nhiều nữa. Thằng Quang đéo giờ tôi ăn bằng thằng Quang luôn, nó thẳng thế luôn. Mẹ mày hơn thùng phi. Mày
thề. Có khi giờ chó lại còn chê mèo lắm lông đấy, nhưng mà anh Chip vẫn không nói đúng không mọi người? Anh Chip vẫn không nói đúng không? Hợp lý thế nhỉ? Nó giống như kiểu nó nói tôi vừa nói nó là nói tôi luôn ấy. Hay đại thật. Là mẹ gì đó. Ôi mà vãi lâu nè. Đám cưới. Có ôm đi em cưới video. Nó đi sau xong nó ngồi bàn mình đi mẹ nó đéo nói chuyện với ai cả. Nó ngồi đầu cuối nó chỉ ăn thôi ạ. Như kiểu trên sáng ấy nó đói ấy. Nó đến ăn nó. Ôi đi mẹ hôm đấy sẽ đấy ăn đi mẹ như thu luôn luôn. Thế ăn. Xong rồi nó bảo em thề với anh là em chỉ ăn đúng 2 miếng. Em nó điêu em chó. Anh nói tôi nghe này. Đi mẹ cái lúc mà hôm năm cưới Pino ấy. Mời 11 giờ, địt mẹ 11 rưỡi nó mới vác mặt đến, nó đến muộn, đéo ai nói gì rồi. Xong rồi lúc anh lên anh hát ấy, địt mẹ lúc anh lên anh hát thì mẹ ví dụ như anh cũng là một người trong team đúng không? Thì cũng phải kiểu anh em cũng phải vỗ tay kiểu hò reo cổ vũ các thứ, không thì địt mẹ cũng phải ngồi kiểu nhìn mình người ta hát, không cổ vũ thì thôi ngồi nghe được. Địt mẹ anh nhìn xuống thấy thằng lồn này nó đang ngậm mẹ miếng đùi gà to vãi lồn ra, anh buồn vãi lồn thề, lúc ấy kiểu chỉ muốn rơi nước mắt thôi Tú ạ. Đéo chấp nhận được, địt mẹ nó ngồi bàn ngay đầu. Cha béo thì đang ngồi kiểu quay ra cổ vũ vãi lồn. Yeah, Quang ơi kiểu gai lọ vãi lồn. Thằng này ngồi đi mẹ mình nhìn đến mồm nó ngậm miếng đùi gà rồi thì cay em, vãi lồn. Em dậy muộn cho nên là em kịp ăn sáng thôi anh Quang. Sao anh không nói cái lúc mà em ăn xong miếng đùi gà đi? Thề thì mẹ em hộ cổ vũ cho. Sao em nhảy lộn các thứ mấy vòng Santo các thứ kiểu nhảy phù đạo cho anh còn gì nữa. Thì mẹ không biết sao nó đi ỉa nhiều không? Thì mẹ thằng này nó ăn nhiều vãi lồn. Không nhá. Anh dậy thế mà thể rõ ràng anh độ dậy là nhá, thì mẹ ăn xong đi ỉa nhiều nghĩa là cái chất nó sẽ không bị vào cơ thể, thế là sẽ không bao giờ béo đấy, thì mình chỉ học theo anh độ thôi. Anh thì cũng thế, anh độ cũng đấy, thế, anh dạy em thế mà bạn luôn. Ngày nhá, anh độ ăn 3 bữa thì anh độ phải ỉa 6 lần một ngày, thề với các bạn luôn. Anh độ với thằng nhím này mà tôi đã nói với các bạn rồi, nếu mà anh độ với thằng nhím mà đi du lịch mà ở cùng chung một phòng thì cái phòng đấy ít nhất là phải có 2 cái nhà vệ sinh. Bởi vì là hai anh em nhà này, thứ nhất là ăn ỉa lại còn đúng giờ nhau nữa, mà thứ hai nữa là ông nào ỉa cũng lâu, mỗi lần ỉa toàn địt mẹ 30 phút với 1 tiếng thôi. Thề với các bạn luôn. Anh Quang ơi, con bố độ mà anh Quang. Trời ơi, bố nào thì con đấy. Đóng tới gấp đôi anh ạ. Mấy mẹ không dám chỉ chi tốt đi mẹ đi. Nghe nói. Đi mẹ nếu mà đóng tiền gấp đôi thì cho cả sản xuất Quang Quang này không kinh vãi luôn. Nếu sao nó vẫn cười được kìa. Như béo như con lợn này. Ui thứa. Không nhưng mà nó thật một đều là nhím nó xinh thật. Tôi nói thật với câu mẹ mà react nhím thì ít mà mẹ mà à tím sạp lồn thì nhiều mà thằng sạp lồn nhiều rất rõ là thằng mẹ mày đen nhất thì mẹ tìm thì anh em mình đang học nhóm mà anh Mino, anh em mình đang học nhóm mà thì đương nhiên là ai mà chả có tiếng nói đúng không? Chúng ta có quyền tự do ngôn luận khi mà ở sống ở cái cuộc ở cái đất nước Việt Nam này mà anh Mino. Chuyện thì đéo bằng ai? Chuyện đâu mà xiên nó lười lắm. Không nhưng mà anh Quang nói nhiều thật. Thảo để mà nói về độ siêng nhá, để mà nói về độ siêng nhá, chúng mày tuổi lồn bằng tao luôn. Để mà nói về độ siêng, tao chấp hết. Rồi địt mẹ. Anh ơi, chấp hết. Bằng bố với ông bố mình ngồi từ 7 giờ sáng đến bè đến 2-3 giờ sáng mới bấy thôi đấy. Đòi siêng hơn tao á, có lộn. Này, em mới bảo nhá, cái đợt em mà bị hỏng mạng nhá, là đợt đấy là em bị suy sụp vãi lồn sờ stream giờ nào nó cũng ấy nhá, mà em vẫn cố gắng một hôm, mọi người nhớ không? Một hôm mình vẫn cố gắng mình dậy để mình sờ stream buổi sáng để test mạng xem có ổn không nhá. Đấy, để mình sờ stream cho các bạn xem nhá. Một hôm thì buổi sáng, một hôm mình test buổi chiều. Đấy, xong mình nói chung mình thử mọi cách để ấy cho các bạn xem nhá, lại bảo mình không siêng đi. Lại bảo anh Quang, lại bảo anh Quang siêng nhất đi. Thề. Nhìn này, từ đầu tháng giờ nghỉ đúng một buổi, chưa nghỉ một buổi sờ stream nào. Ba thằng lười mẹ em được ngăn lời anh Quang luôn. Em còn chưa nghỉ buổi nào luôn nhá, chứ không phải một buổi luôn. Em chưa nghỉ buổi nào anh Quang ạ. Mới làm limo tới giờ là nó lai chăm bảy rồi. Không, mà thấy nó lười lắm. Em chăm mà em tháng nay em còn chưa nghỉ buổi nào mà. Em cũng phải đi mày thông cảm cho bọn em là đủ má. Là đủ má. Anh để thằng bố nói video từ từ. Đúng không? Lâu lâu phải cho tâm điệp mà. Bạn em đang nói thằng nhím đâu? Lúc mà điệp mình đăng lên mà gọi là xin phép anh em mà nghỉ đi một ngày, ví dụ đi nghỉ một ngày đi qua đi chơi với nhím đi. Đi thao già, đi thằng vô react ấy, đi bảo đéo nói gì luôn, đi đúng cái bật. Bố buồn 10, tôi buồn 100 ấy. Cái bật vào, sắp lộn rồi. Buồn 50 rồi, anh độ buồn 100 là hợp lý. Có mẹ thật sự đấy là anh độ đang nói 100 rồi, thề thì mẹ sao mọi người tự nhiên lại tranh của em nhở. Ngang, mẹ thỉnh thoảng đấm vào mồm bây giờ. Ông cứ ngồi chửi mày thế, tao lại phải. Nhưng mà em lấy 100 trước rồi. Người ta cũng địt mẹ, mình cũng phải có công việc này, việc nọ, như huống như tôi bây giờ, một vợ, hai con, mẹ rồi. Xong rồi chưa kể mẹ
thằng nhím này này, cái bài này của nó là tôi biết rồi các ông ạ. Ờ, bài gì? Thằng em xong lại về việc của Nemo rồi là chuẩn bị tính bài chuồn đấy. Địt mãi tôi nhìn mùi là tôi biết à. Còn đúng rồi rồi, bữa hỏi em thằng này. Tôi nói thật với các ông nhá, tôi làm quá cả chỉ tiêu Nemo mà có khi từ hôm qua hôm kia rồi ấy. 19 ngày tôi làm xong hết sạch Nemo rồi, còn làm vượt cả chỉ tiêu luôn cơ. Bởi vì tôi vẫn cứ livestream. Thấy các bạn là nó là em làm nhá, em làm dư nhá, một ngày em làm 4 đến tiếng kiểu kiểu xong bằng 5 ngày cuối tháng đi du lịch với lại mọi người nào đấy. Mọi người cứ nói hết đi, mọi người nói hết trước đi. Đúng rồi. Ra thì các bạn đấy đấy, lại đúng. Tôi phải con người chứ, tôi đi tập gym tôi khỏe mạnh ngày tháng tôi làm mẹ 20 buổi tôi nghỉ một buổi chứ. Em mệt chứ. Đúng rồi, anh em phải hiểu là tôi làm 30 ngày một tháng, đôi khi là tôi cũng phải đi thu âm, tôi cũng phải có những cái dự án khác, tôi cũng phải đi quan hệ ở bên ngoài, tôi cũng phải đi gặp bạn bè ở bên ngoài. Ông bị mệt. Đúng rồi, từ từ anh Pino ơi, từ từ, đúng rồi, mọi người nói đúng mà. Đúng rồi, thì những cái hôm mà mình buồn ấy, mình buồn các thứ thì mình cũng phải xin một ngày mình off the stress các thứ để mình đi ra ngoài mình hít thở không khí bên ngoài các thứ sao cho thanh thản. Xong rồi để mà cái đầu óc của mình nó thư giãn thì lên stream nói chuyện nó mới phong phú. Đấy, nó mới gọi là truyền cảm đến trái tim của các bạn được chứ, đúng không? Chứ ở trong nhà mãi này, đấy thì lúc nào cũng chỉ là toàn những cái cũ thôi, có học hỏi được những cái điều mới đâu. Đấy, phải ra ngoài đường các thứ đi chơi các thứ chứ. Rồi anh Pino nói tiếp đi anh Pino ơi. Mẹ mồm đi ông, mẹ ông đi chơi, ông đi mẹ, ông đi ăn các thứ đi. Mẹ. Ông giờ kiếm nhiều tiền quá, ông đi chơi, ông ấy sạp lồn, ông đi gặp người làm này sao người mà kia. Lúc nào tôi ngồi nhà live stream được, ví dụ như có hôm trước tôi nghỉ, tôi xin nghỉ sớm đấy, đi, nghỉ xin nghỉ khoảng đâu đấy khoảng thế là lươn lẹo tiếng. Thôi. Các bạn chửi tôi như con, thế nếu lúc muốn nghỉ thôi, chị không lươn lẹo bỏ mẹ ra, chưa chửi mọi người. Mọi người hiểu cảm giác của em chưa, mọi người hiểu chưa, đấy. Đi mẹ em đăng status buồn online chim muộn mọi người cũng chửi, mọi người thấy chưa, mọi người hiểu chưa? Cái đéo là con người mà ngồi, anh em một mình chỗ thì mẹ ngồi chơi game nói chuyện với các bạn mà cũng khó à. Anh hôm qua vừa bảo xong là nên lẹo nó quen sắp tới là câu chuyện sớm thứ anh cũng bắt ải chuồn chứ còn gì nữa. Đúng rồi, thực ra anh Độ kiểu làm đủ rồi là anh Độ cũng tính bài chuồn mà. Có ai chăm chỉ như tôi đâu, như tôi này làm đủ rồi nhưng mà tôi vẫn muốn cống hiến cho các bạn, vẫn làm cho các bạn xem bình thường. Rồi. Đúng rồi, thì mẹ anh Độ nhá, các bạn tin kiểu gì cuối tháng anh Độ cũng nghỉ không? Các bạn tin không? Mình là mình xin trước rồi, còn mình còn từ đầu đến bây giờ nhá là mình chưa ợp một buổi nào luôn. Đấy, chắc chắn là anh Độ nói thế là để mọi người nghĩ là mình sẽ là người nghỉ, mình sẽ đánh bài chuồn tháng này. Nhưng mà không, mình có xin phép đàng hoàng các thứ rồi. Và mình chỉ nghỉ xin phép nghỉ đúng 2 ngày thôi. Đấy, còn tháng này là có 31 ngày là mình sẽ stream đủ 31 trừ 2 là còn 29 ngày. Chắc chắn mình sẽ stream đủ 29 ngày. Kiểu gì anh Độ cũng cuối tháng cũng xin ợp này. Kiểu gì cũng thế. Mẹ mồm. Cứ tỏ ra cái là con mẹ mày chửi tao á. Không, mày bị mẹ chả chửi mày chửi ai. Không nhưng mà, ui, nhưng mà anh Quang nói nhiều thật, anh Quang ạ. Anh Quang nói nhiều thật. Ấp đi mẹ mày, thằng lồn này. Mày nói lỡ bố chẳng dép mồm bây giờ. Bắt chửi đi. Bố thôi, Pino đừng chửi đâu anh Pino ơi. Thằng này nó tính toán hết rồi, nó buồn áo lừa đấy. Buồn thật. Biết. Buồn thật. Mọi người để yên em nói tiếp nào. Uầy. Đó, mọi người mình coi như là anh em ý đã bảo em á. Ý nó nói em. Ờ, đi mẹ mày sống như lồn. Đi mẹ mày có thằng bạn nào mà đi mẹ mày ăn bảo cần ăn ủi xong mày bảo ủi cái lồn không? Đi mẹ có thằng bạn nào như thế không? Đi phải chắc chắn cái này bảo vô rồi. Buồn lắm luôn. À, ơi, buồn mà kiểu như này á. Địt mẹ mày. Bốn ruột đấy. Anh Độ à? Mọi người đoán được đúng không? Độ sao? Đấy, mọi người đoán đi. Mọi người đoán đi. Đúng không? Đấy. Con trai cưng của bố Độ đúng không? Cánh tay phải của bố Độ chưa? Sao mọi người đoán được hết nhở? Đấy là anh Độ. Đấy. Đó, chửi mình. Ui, thế này cho mình làm tay giữa đi là hợp lý của mẹ rồi còn gì nữa. Tay giữa im cho gì mày, im cho anh Độ nói không? Mọi người để anh Độ nói mà. Tôn trọng người già tí. Tay giữa. Điệp mày mới ta bảo anh Độ mang mua lồn này. Người ta gọi là chân giữa thì quan tâm tay giữa đúng không công? Chân giữa là hết thương vậy thôi. Giống như điệp mày hết, giống như là tình yêu vậy. Khi nào mà điệp mày gọi là hết yêu đi. Đúng không? Hết yêu là không bao giờ mà điệp mày mà điếm sữa ta luôn. Nói hay vãi luôn. Trời ơi. Mày mày nói hay đấy. Úi giời ơi, vừa chia tay ông nói hay đấy. Bây giờ mà vô chuyện quá điệp mày mình. Ông thật ra bạn phải hiểu là những thằng mà đẹp độc thân FA ấy, thường thường nó điệp mày nó nói hay lắm. Nó phải thì
đúng rồi em, địt mẹ bây giờ nó đéo có người yêu thì nó chả mạnh mồm như thế. Đến lúc địt mẹ có người yêu xem nó vả cho cái lại địt mẹ lại cút cút cun cút xuống gầm bàn. Ủa thật, mẹ thằng Gím nó làm ra cái clip này nó cũng tính toán ở đây. Tính toán gì? Yếu lòng một tí để cho các bạn nữ quan tâm. Là tôi đang cô đơn vãi lồn, các bạn đến với tôi đi. Ôi. Đó, nó phải như thế. Không. Tôi đọc không đọc vị được em Gím của tôi nữa thì. Không phải thế anh Pino ơi. Em đã bảo là bây giờ nhá, là em đang giữ một khoảng cách rồi. Đấy, là bây giờ em chỉ muốn tập trung vào công việc thôi, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho các bạn thôi. Đấy, bây giờ mình đúng kiểu là bị cuốn vào công việc, chỉ muốn làm việc thôi, mai sau kiếm nhiều tiền. Đấy, thì cuộc sống gia đình nó sẽ hạnh phúc hơn, nó sẽ đầy đủ hơn. Người ta có câu là khổ trước sướng sau thế mới giàu. Đấy, cho nên là bây giờ mình đang chỉ muốn làm việc thôi, mình có muốn có người yêu đâu. Đúng không? Mọi người nói gì đi mọi người. Ngồi nghe nó chửi. Ngày xưa thằng Bô này, anh thấy thằng Bô này bị chửi suốt. Anh ở dưới tầng 3 suốt ngày nghe đấy bảo địt mẹ mày có dậy ngủ, mày có dậy không? Đấy. Mày đến giờ sạch chim rồi sao lại mày còn ngủ à? Mày có tin là tao vả cái mỏ lồn của mày không? Thề luôn, địt mẹ tôi đéo lái được tiếng của cái like chứ, thì tôi mà lái được thì tôi nói lái ấy, ngay. Anh ở dưới tầng 3 còn nghe thấy mà mày ở trên tầng 5 mày đéo nghe thấy là Tú. Có người yêu cơ. Mày mới biết là địt mẹ mày trân trọng cơ. Ôi địt mẹ mày lần trước nhá, em lại kể cho mọi người một cái luôn là địt mẹ nó bị con like bắt đi ngủ. Đấy, xong nó cuối cùng nhá, nó phải liên lạc với em, bảo em gọi điện cho nó. Đấy, xong rồi nói chuyện với con Lai là chơi game cùng em. Đấy, để cho nó ngủ muộn một tí. Đấy, mọi người hiểu không? Để mà em kể thêm cho mọi người biết thêm một chuyện đấy nữa đây. Mày đấy, cái Nemo lại phải loát rồi. Thế thì mẹ mạng anh Quang làm sao nhờ? Đổi mạng đi. Thế nó mới anh Quang đổi mạng đi. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi là xem 22 phút của Quang đấy. 49 giây. Nó lề mề thật sự luôn không ạ? Không, anh Pino, anh phải thông cảm, tại vì cái bên Nemo này nó bị lag thật. Em cũng có xem nhiều rồi cho em biết nó bị lag thật anh Pino ạ. Bây giờ ra mạng Quang dùng chung với cả Viettel của tôi ở bên Trinh Hào ấy, hơi chán. Có thể nói mạng của Quang là với cả mạng tôi là chán nhất, tại vì dùng Viettel chung nhau. Tình cái kiểu thông cảm được. Dẫn tới là ủa Bô đấy phải là Bô ngày xưa rồi em ơi, Bô trải lòng. Mẹ cái cuộc sống còn lại á. Ơ chết mình nói nhầm nhá. Thế thì em like vậy được chưa? Trời ơi, mình xin lỗi. Trời ơi, xin lỗi em like nhiều. Anh nhỡ mồm, anh kiểu bị nói nhanh quá. Xin lỗi được chưa? Em like. Rồi xong rồi bảo gọi cho Bô xong nói chuyện với em like. Đấy là cho anh Bô, cho Bô chơi với mình cho nên đi ngủ muộn một tí. Đấy, được chưa? Xin lỗi thật. Xin lỗi. Tại vì like kém mình một tuổi mà, thế là mình kiểu với cả anh em cũng thân với nhau ấy. Đấy, cho nên là mình cũng nghĩ là cái cách xưng hô đấy nó có cái vấn đề gì đâu. Ví dụ anh Độ gọi mình là thằng Nhím này, còn sao đâu. Cái đời. Chửi do mà khôn ấy. Từ từ nó đang bị lập, nó đang không bị phải, delay. Không phải, nói đến em like nghe nó còn đéo quen cơ. Thế tại vì mọi kiểu tất cả mọi người trong streaming house, mọi người trong team hồi đấy là cũng chơi với nhau hết rồi. Thì mình cũng hay gọi like lủng các thứ rồi, đéo bao giờ gọi em cả, em like thì nghe nó cứ kiểu làm sao ấy. Mày anh Độ đang nói cứ bấm đi. Má mày. Ê, anh Quang ơi. Mẹ em thằng đầu lồn này. Rồi. Chờ anh Độ nói xong rồi mình chỉ xét thì làm sao? Đừng anh em trong nhà đừng chửi gắt thế, Pino ơi, bình tĩnh do cái Nemo là lag thật, em bảo rồi. Anh Quang bình tĩnh thôi. Mấy thằng F3 nói hay lắm. Yêu rồi làm giờ là cái gì đâu ngâm ngôn tình cái kiểu hấp dẫn tới giờ ủa Bô đấy phải là Bô ngày xưa rồi em ơi, Bô trải lòng mẹ cuộc sống Bô trải đời mà mới đánh Độ nói là tốt vãi lộn nhá, chứ còn đi mẹ cuộc sống xung quanh toàn thằng xung xuê bảo ui đi mẹ mà anh làm thế là đúng vãi lộn, ui anh chất vãi lộn, anh đẹp trai như Hàn Quốc, anh nói lộn thì cũng đúng, thế là vứt đi các bạn ạ. Từ Bố Độ ơi, con không cần chửi nhá, Bố Độ nhá, con không cần chửi, con tự phát triển bản thân mình được, con không cần chửi. Con thử hỏi cái cuộc sống này ấy, con đã làm cái gì sai chưa? Đấy, con làm cái gì sai? Đấy thì Bố chửi con được, mọi người chửi mình được, mọi người chửi con được. Nhưng mà con đã làm cái gì sai chưa? Chưa làm cái gì sai cả, sao mọi người cứ chửi con vậy? Mẹ may cho thằng này là còn có người chửi nhá. Con không cần chửi. Bố mẹ ở nhà chửi các bạn là thương các bạn đấy. Đến một ngày mà bố mẹ bảo mày muốn làm đéo thì làm, mà đéo quan tâm nữa thì lúc đấy là hết thương rồi đấy. Hết biết cái lôn gì mà nói. Tỏ ra là am hiểu. Thương cảm nhớ. Lại chả. Nó nói đúng rồi, đéo rồi nữa. Bố mẹ thương các bạn, bố mẹ các bạn mình chửi thôi. Chứ đến lúc mà hết thương rồi thì mình nghĩ là đúng rồi.
Chắc là đéo thèm chửi nữa đấy. Có gì đâu buồn, buồn bây giờ Điệp mà mày chỉ cần nhiếm confirm cái Điệp mà mày qua cũng nhiếm đi nhau liền. Ấp stream luôn. Tạo lồn. Ấp stream luôn, có cái lồn như ông kêu nhiều nhất team luôn nhìn nữa. Ờ đấy, để coi Snake công nhận này. Điệp mẹ em có làm cái gì đâu đúng không? Em có làm gì đâu Snake. Mà là Điệp mẹ sao em lại bị trêu, xong người đéo chơi anh chip đi. Điệp mẹ anh mọi người có thấy là anh chip trong cái buổi họp nhóm này anh chip đéo nói câu nào không? Mọi người thấy không? Điệp mẹ cứ ngồi anh em mình thôi kiểu nhìn kiểu chỉ nhìn anh em mình nói chuyện thôi. Đéo chịu nói câu nào cả. Như kiểu hay là anh chip kiểu khinh anh em mình ấy nhở, xong rồi kiểu không thèm mở mồm ra ấy. Đấy, em nghĩ là mọi người nên chơi chip đi. Anh chip cũng đồng ý mà, bây giờ anh chip không nói là anh chip muốn bị trêu đấy, mọi người đồng ý với em không? Mọi người mà có một hai câu gì đấy mà nói, mọi người mà nói tiếp ấy, chứng tỏ là mọi người muốn chơi chip đúng không? Mỗi lần mình không. Tôi thề các bạn, tôi đéo là trêu nhím cả. Tôi cả nhím thân mãi luôn. Đi, mẹ em thề có mỗi Funky này. Đây, Funky này. Anh Pino này, Snake này. Đấy là ba người gọi là ít trêu mình nhất. Bởi vì Điệp mà mình, mọi người nhìn mình cũng kiểu có chất riêng. Đấy, cũng kiểu không bê đê thật. Đấy, mọi người có trêu đâu. Đấy, những người nào mà kiểu muốn hại mình ấy. Đấy, muốn trêu mình ấy. Đấy, mới trêu mình bê đê thôi. Còn anh Funky này. Đấy, là chúc mình đi Hàn với anh Funky. Mình ngủ chung với anh Funky có làm sao đâu. Ờ, có làm sao đâu. Điệp mẹ hai anh em vui vẻ vãi lồn mẹ sáng ra tập gym với nhau. Uầy, anh đỡ tạ cho em đỡ tạ cho anh. Điệp mẹ xong rồi, Điệp mẹ đi ngủ hai anh em, Điệp mẹ nằm mỗi giờ một ngủ xong rồi. Mỗi giờ ngủ xong dùng chung đồng hồ báo thức đắp chăn cho nhau các thứ. Điệp mẹ hạnh phúc vãi lồn ra. Điệp mẹ thề có làm sao đâu. Thề xong rồi bọn mình mẹ còn hát kiểu mình khó ngủ quá ấy. Thì khó ngủ quá, thế là mình phải ngồi dậy mình nghịch, sau rồi mình chụp ảnh Funky không, mình kiểu mình vừa đi ỉa xong mà, thế tự nhiên mình lại hơi bị tỉnh một chút. Đấy, thế là mình kiểu muốn chụp ảnh kiểu tay chưa rửa đít ý. Đấy, vừa đi ỉa tay chưa rửa đít. Đấy, thế là chọc vào mũi Funky để chụp ảnh các thứ làm kỷ niệm, mai sau này có gì còn khoe với con cháu các thứ này nọ đấy. Anh Funky cũng chiều mình, cũng cho mình kiểu nhét hai tay vào cái lỗ mũi ấy, xong cho mình chụp lại để mình kiểu gọi là ngoan để mình đi ngủ sớm ấy. Đấy, anh em là nó phải như thế. Xưa thì tập trung nữa. Thì địt con mẹ hai địt thằng mẹ hai giống nhau. Thằng cú nụ là thì cũng gay sắc lồn. Con bóng với Chí Thanh đây này. Tập trung xong rồi địt mẹ thằng nhím bị gay là bắt đầu mà, đi tập cùng thằng Tú ấy này. Tỏ ra mạnh mẽ thôi. Tôi nghi ngờ là bị gay là đợt đi tập cùng thằng Tú ấy này. Địt mẹ là bắt đầu đi tập gym với nhau. Xong bắt đầu là địt mẹ kiểu quen thằng PT. Xong PT hình như là cũng gay hay sao ấy. Xong bắt đầu ba thằng nó địt con mẹ. Ba thằng nó còn rủ cả nhau cả về phòng thằng Funky ngồi địt mẹ mày đánh đàn xong rồi ngồi đánh guitar xong rồi ngồi đánh vỗ mông nhau các thứ địt mẹ mày lùn. Sao mày biết rõ thế? Mày lùn Quang nói như kiểu là mẹ nó biết rõ lắm biết không ạ? Sự tỏ thằng lùn này nó có tham gia này. Đấy. Không tham gia không biết rõ là như thế đâu. Ông không chắc chắn có tham gia không? Mẹ mới biết rõ được như thế thôi. Trong phòng thằng Funky cơ mà. Thì tôi đoán là sẽ bị gay từ cái phần, gay từ cái phần này. Gay từ cái đoạn đi tập gym với nhau này. Đi tập khoảng đâu đấy khoảng 3 tháng là chúng nó bắt đầu gay rồi, là bắt đầu chúng nó đéo đi tập nữa. Thường thường các bạn để ý xem những thằng nào bị gay ấy, là đi tập gym xong là chúng nó sẽ đi. Khi mà bị gay rồi chúng nó sẽ đéo tập nữa. Đấy là chúng nó sẽ nghỉ. Bắt đầu chúng nó à, có donate kìa. Kiểu đéo gì hai thằng lồn này cũng giống nhau mà. Yêu nhím. Anh ô. Bạn nào vừa donate đây? Wow, cảm ơn Tấm nha, cảm ơn em. Đây nhá, anh Quang ơi. Anh phân kỳ gay không thì em không biết nhá. Nhưng mà nhá, là ở cái câu chuyện mà đi tập gym ấy. Đấy, là anh phân kỳ toàn đi nói chuyện với anh PT thôi. Anh phân kỳ toàn bỏ mặc em thôi. Suýt nữa anh em rách bẹn ở cái chỗ phòng gym rồi đấy. Nhá, còn em là em không biết anh phân kỳ gay hay không. Nhưng mà được cái Quang xàm lồn. Anh đi mẹ. Nó đéo liên quan gì không ạ? Đây mình nên mình cũng đi phải đi tập kiểu Tú. Ờ anh Pino cũng đi tập mà. Đi tập nữa. Bố mày cũng gay à? Lồn. Mày ngu. Đi tập chung. Thì hồi xưa tôi nhớ là hồi xưa cô tí tôi kể bạn sao. Các bạn thấy không? Địt mẹ nói đến cái việc đi tập chung cái là bắt đầu đấy là thôi tí tôi kể cho các bạn nghe sau là bắt đầu lảng lảng sang rồi là bắt đầu từ đấy là chúng nó bị gay, bắt đầu lảng lảng sang việc khác rồi đấy. Các bạn thấy không? Tôi nói nó sai đéo đâu, có dám kể ra đâu. Clip này nó đéo phải là địt mẹ mày xem em từ từ anh Pino để clip em bắt lời nhưng mà bây giờ tập trung là anh em đỡ tạ cho nhau xong rồi các thứ thì làm gì có gì để kể lắm đâu hả anh Quang thì kể sau cũng được mà
anh em chỉ đơn giản là đỡ tạ cho nhau, xong rồi hỏi tập những bài gì, xong rồi đỡ tạ cho nhau nếu mà nặng quá hết đấy, chứ anh em có làm việc gì khác đâu mà phải kể nhiều đâu. Này là clip mới đổi tên hộ tao cái quang xàm lồn mẹ mày về đi mẹ mày refund gaming reaction ním đi. Có dám kể ra đâu, giỏi kể xem, kể xem là ngày xưa đi chơi với thằng PT em như nào. Kể luôn được xong nhá. Rồi ngày xưa ba thằng chơi với nhau như nào, có dám kể đâu. Úi giời, đi mẹ mày lảng ngay sang chuyện khác đây. À nhưng mà đợt đấy là em chưa tập gym nhá, đấy là ba thằng nào thì em không biết. Còn em với anh Phân Kỳ và anh Pino nhá là tập với nhau cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ văn minh luôn. Không có một cái vấn đề kiểu gọi là quá giới hạn nào xảy ra cả anh Quang ạ. À cái mồm bây giờ nói nhiều quá đấy. Đầu tiên để anh em nói đi. Cái quan trọng là địt mẹ mày nó còn trẻ hiểu không? Địt mẹ mày nên là nó phải biết là lúc nào người ta chửi đúng rồi, người ta chửi sai, địt mẹ mày chửi một tí là rồi. Nhưng mà anh có chửi đúng chửi sai đâu. Đây là anh chửi kiểu địt mẹ đúng kiểu để trêu em ấy, thề đúng kiểu chửi cho mày tủi thân mẹ mày luôn đi anh Độ ạ. Thề. Em có thấy là anh chửi sai em đâu. Đấy thế bây giờ em hỏi anh nhá là em làm gì sai hả anh Độ? Em đã làm gì sai? Em làm gì sai? Thôi được rồi, anh nói tiếp đi. Đéo hiểu sao? Những người thân yêu mình là phải. Nhà thằng Bô với cả Ngím này lúc mà mới về này. Tôi nói thật, mà mới về thằng Bô với cả Ngím nó chúng nó đọc chat nhiều kinh khủng luôn. Mình đã bảo là chúng mày đọc ít chat thôi, quan tâm gì mấy cái bọn trẻ trâu trên mạng, chúng nó không nghe. Nhưng mà chắc là bây giờ nó chắc chúng nó cũng bớt đọc chat đi rồi đấy. Như hồi trước bạn nhìn mặt thằng nào cứ đọc chat tôi là mặt như cứ không, em thì đương nhiên là em hay đọc chat tại vì em để ý đến mọi người mà, một để ý đến viewer của em mà. Nhưng mà đương nhiên là những cái gì mà lời hay ý đẹp thì em mới đọc thôi. Còn trẻ trâu đương nhiên là em không đọc rồi, anh phải thông cảm cho em chứ. Bây giờ kiểu ngày thì có 24 tiếng này. Đấy thì làm sao mà mình có thể 24 tiếng mình đều gặp các bạn được. Mỗi ngày mình chỉ có tầm 3 tiếng hơn một tí thôi. Để mình gặp các bạn thôi thì mình cũng phải đọc comment các bạn, xem các bạn nói về mình như nào. Hoặc là các bạn muốn chia sẻ chuyện buồn hay là chuyện vui của các bạn trong ngày hôm đấy như nào chứ. Thể đọc chat nhiều có làm sao đâu. Nhất là lúc đi bắn giải, đấy tôi để ý. Con mẹ nó nói chuyện mà nó đéo nhìn vào camera khó chịu vãi lồn thế. Nào nó nhìn để làm gì đâu hả anh Quang? Đây em nhìn này, đấy đấy được chưa? Được chưa? Nhưng mà nó phải kiểu ngoắc cổ sang bên, nhưng mà em xoay nhiều em bị ấy thì sao? Em chưa xét được cái cam thẳng mặt như kiểu của anh, kiểu bị ngoẹo cổ ấy. Cầm điện thoại lên để nó đọc comment. Đây là cái tâm trạng của nó quý người ta mới xuống nhiều lắm. Anh lại nhầm rồi anh Pino ạ. Bây giờ em đọc chat các thứ cái đợt trên team ấy, anh nhớ không? Anh nhớ cái đợt mà giải chúng mình vô địch không? Đấy cái đợt trên team nhá. Đấy là team anh em mình trên team là toàn bị ấy thôi, là nhiều comment chửi bắn ngu vãi lồn ra. Xong cùng vào giải thì vậy, tâm lý của em vẫn vững vàng để có thể đưa team đến gọi là cái chức chức vị quán quân đấy, trong em lại còn được MVP nữa. Trời ơi. Thế em không muốn nhắc lại đâu nhưng mà kiểu mọi người cứ khơi ra một cái chuyện như thế. Thể ngại vãi đấy. Ấy thì phải đúng kiểu con bóng đây là thành đàn bà. Đúng. Đấy đấy. Qua cái đấy anh lại chửi em rồi đấy. Đúng rồi. Anh nó nói câu này thề với câu thì đi vãi lùn đi. Cái cao của nó rất là mờ nhá, cao rất là mờ mà cái đầu cái nó quay rất là gần. Các bạn biết sao đi mẹ mày bốn thằng cam rất là nét được không? Xem thằng cam mờ vãi cả luôn. công nhận đi các bạn nhìn xem đây, năm thằng đang xem nó cam nét vãi lùn. Đấy là sao cam nó mờ đéo chịu được. Hình như là người ta phóng hình như là clip này của nó phóng to từ cái cam bé tí của nó ra đúng không các bạn? Trông mờ vãi lùn ấy. Không. Như đây là tan rồi. Nhưng mà thực ra là em mọi người xem em tại vì em để cam mờ, em nó vừa mới nói ở bên YouTube xong mọi người cũng không ấy à. Đấy em đã bảo là em cố tình để cam mờ bởi vì có donate kìa. Bởi vì dạo gần đây ấy là mọi người trêu em nhiều quá. Mọi người trêu em nhiều quá thế là khi mà em kiểu tủi thân ấy, em khóc ấy. Đấy thì cái cam mờ này nó sẽ không chiếu rõ được cái giọt nước mắt của em. Cho nên em cố tình em để cam mờ đấy. Thằng này là cam của nó cũng dùng cái cam mà nó không nét rồi. Để chê tháng kiếm mấy trăm triệu không mua được nổi cái cam mấy trăm triệu đâu ra bằng chứng đâu. Hôm nào có sinh nhật nó nhỉ, để mua cho nó cái cam mới cho nó tâm sự cho nó nét. Cảm ơn Sapao nhá, cảm ơn em. Sao để mà đéo ông tộc ông là con bóng chân thối nữa thầy. Đéo phải địt mẹ mày, nó đang bảo anh là dạo này trêu nó bê lên nhiều quá, con bảo bố độ đây địt mẹ nó chửi cái đéo gì mày vãi cả lô. Không phải, thực ra là như này.
chắc là nó cũng nói ý em thôi, bởi vì em cũng hay lên group của nó, em chat là kiểu dạng như là thằng nhím bị gay không như này như kia ấy, xong rồi các fan trong group nó chắc là cũng ghét em lắm. Đấy kiểu kiểu như thế, em hay trêu nó bị gay mà, chắc nó không... Không phải, em đang nói tất cả mọi người luôn. Chứ em không nói riêng thằng Bô, anh Độ với cả anh Quang, em nói riêng luôn cả anh Chip này, anh Chip này. Từ đầu chưa nói cái gì nhưng mà anh Chip trêu em mới gọi là nhiều này. Đấy, em nói tất cả mọi người luôn, có mỗi ở đây là có mỗi anh Phan Kỳ này, anh Snake này. Đấy, anh Pino là ít trêu thôi nhưng mà cũng cũng thỉnh thoảng có, nhưng mà trêu trong cái giới hạn chấp nhận được. Đấy, nhưng mà đặc biệt nhá là bốn tuyên dương ba người này thôi, nhưng mà đặc biệt là phê bình bốn người kia nhá, là anh Chip, Hobo, anh Độ, anh Quang là đợt này trêu hơi bị nhiều đấy. Trêu cái lồn, mẹ em đi ăn uống còn soi nó thì trêu cái đấy, cắt. Toàn soi em đúng không Pino? Nó ăn là tốt cho nó đi, mẹ cứ soi ngồi soi nó ăn. Bảo anh biết anh Bô đâu, chắc là bảo em thôi. Em bảo anh luôn với cả tất cả mọi người luôn, trừ Funky, trừ Snake, trừ anh Pino ra. Đấy, trừ ít trêu. Mẹ mày cứ... Tính ra thằng Nhím nó không nói tôi anh em ạ. À, em nói anh mà. Tính ra thằng Nhím nó không nói... Không bao giờ thằng Nhím nói tôi luôn, tôi nói thẳng với câu mà gì luôn. Em thề cho mọi người hiểu em vãi lồn đấy nhở. Đúng ba người em vừa mới nhắc xong này. Ba người địch mẹ mẹ em kiểu đang tuyên dương vãi lồn, em đang kiểu gọi là quý vãi lồn đấy. Tôi với thằng Nhím á, hai anh em á, quý nhau vãi lồn. Bao giờ có... Có chuyện gì với nhau là lỗi, là lỗi của anh. Anh mới là người trêu nó nhiều, nhưng mà chẳng qua là kiểu anh trêu kiểu lịch sự, trêu kiểu khéo léo, chứ anh không gọi nó là con bóng này con bóng kia. Anh chỉ bảo nó bị gay thôi đấy, kiểu kiểu như thế. Mà từ gay mày mày lại con khờ kiểu nó gay tôi là văn hơn là từ con bóng, em hiểu không? Đấy, thực ra là kiểu chắc là nó cũng nói ý cả anh nữa. Ừ anh Quang ơi, em nói anh đấy chứ còn ai nữa. Anh Quang này, anh Độ này, thằng Bô này, anh Chip, được chưa? Em nhắc lại lần thứ ta ba rồi đấy, bốn người đấy em nhắc anh đấy. Anh có bảo em là con bóng luôn chứ không phải là không nhá. Anh có đấy, anh xem lại đi. Chiêu nhiều nhiều bỏ mẹ ra thì nó chẳng nghĩ thế, nó chẳng buồn bỏ mẹ. Cái kiểu thi thoảng thôi. Mình là tốt nhất nhất cái gì nó không bao giờ tốt nhất. Tôi thì dạo này anh cũng trêu nó BD nhiều thật, nhưng mà hôm trước đi nhậu và tôi cũng phân tích rồi là đi mẹ mày, thằng này 90% là BD không ạ. À? Đi mẹ BD thật luôn, lộ vãi lồn ha, chẳng qua chưa đến ngày cam out thôi. Trời thằng bộ tôi là thật. Trời thằng bồ thì thành BD. Không phải anh Pino ơi, mà là nó là thằng BD anh Pino. Em không BD, em thề luôn, em không BD. Hai thằng này đến với nhau là cũng hợp đấy. Đấy. Kể cả chúng nó có BD nữa, chúng nó vẫn là em mình, tôi vẫn quy chúng nó. Có ai phân tích đâu, hôm đấy đi nhậu là có mỗi mình anh nói thế, bọn em chỉ ngồi nghe, bọn em gật gù thôi, bọn em có phân tích đâu. Anh bảo là đấy, tao nghiên cứu kỹ lắm rồi, tao để ý thằng này rất lâu rồi là đấy, nghi ngờ là nó bị BD, chứ bọn em có phân tích gì đâu, chỉ có mình anh nói thôi mà. Ê, thế mà anh Độ bảo là cả team phân tích nhá, thì ra là có mỗi mình anh Độ thôi anh Quang. Địt mẹ em đã nghi ngay từ đầu rồi, xong lại còn anh Độ lại còn để ý mình nữa nhá. Sao lại không để ý người khác, sao để anh Chip đi. Anh Chip nãy giờ có nói gì đâu, mọi người thấy đáng nghi không? Sao mọi người không nghi anh Chip đi. Mình cũng chưa bao giờ nói thằng Nhím là BD anh em ạ. Ui, mình tốt thằng Nhím lắm. Nói chuyện thì đừng cầm cái mic khó chịu vãi lột. Sao cầm cái mic nói như thế mồm như kiểu sợ bị điếc à? Mẹ gì cái mic vào lột ạ, vào mồm ăn cặc à? Địt mẹ. Ờ, đéo giờ tao phải gì cái mic vào giờ, thì mày cứ để trên này vẫn nói được mà. Thằng Quang này nó phải đây, phải nhét cái mic vào mồm Quang luôn này đấy. Nói lắm. Kiểu người ta đéo nhìn thấy cái mic của mày ấy. Thề luôn đi cho em nhìn nước cả mắt vào đấm mẹ mà cho cái rơi mẹ mày tính ra bây giờ. Ôi địt mẹ mình thôi đéo đeo kính nữa. Họ cho mày cái dép vào mồm rồi. Chắc là mình nghĩ là thằng Nhím nó không gọi là không căm hận mình đâu. Ít đi câu em không căm hận anh Snake đâu. Căm hận anh Độ thôi với cả anh Quang thôi, cả Bô nữa, anh Chip nữa. Phải là tôi đâu đúng không? Ông, địt mẹ, mẹ là ông chứ còn ai nữa. Cái đấy là cả team trêu chứ gì mẹ tôi là... Thì đúng rồi. Thế thì cái hôm đấy là đi là anh em ngồi cùng nhau đấy. Thì nói thế là bảo cả là team là tất cả mọi người phân tích ra là tất cả đều đồng ý. Đấy địt mẹ mày, anh vừa nói là mỗi mình anh Độ phân tích, bây giờ mày lại bảo là tất cả mọi người phân tích. Mẹ mày xem là địt mẹ có câu trước đá câu sau không? Mâu thuẫn vãi lồn, mọi người lại bảo là anh xàm lồn tú. Đéo hiểu ý nhau gì cả. Anh vừa nói là mình anh Độ nói rồi, bây giờ mày lại bảo là cả team phân tích là thế buồn nào? Thế bây giờ là rốt cuộc là ai là người phân tích cả team hay là anh Độ? Thì mẹ em thề luôn, em cho em một câu trả lời cuối cùng đi. Để em sẽ cho người đấy vào danh sách thì mẹ người mà em thì mẹ gọi là căm hận nhất. Mẹ trên mẹ thế giới này. Thế vậy
ít mẹ thằng này là ít mẹ nó sạp lột nhiều này, đéo đồng lòng với cả team này, cả team biết mẹ đã nói là cả team cùng trêu rồi, lại ông lại sạp lột riêng theo cách chết của anh ông rồi. Thằng sau cùng vãi cả lôn nữa. Cái này là Ấn Độ trêu đầu tiên, xong tới thằng Bô này sắp biểu cảm khuôn mặt đấy 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 đấy. Rồi anh Sadek kể tiếp đi. Một cái vẻ chuẩn luôn Sadek, bạn tôi đi. Bạn tôi nói đéo sai cái gì cả, chuẩn bạn tôi luôn. Uầy, chuẩn anh em luôn Sadek ơi, anh kể tiếp của em phát. Một người uy nghi, đàn ông chính trực. Tiếng bùi gì đấy? Anh đang anh Sadek mà. Đâu? Đâu ra đấy? Thề Quang ơi. Thề đi mẹ, xem qua cái Nemo này khó chịu vãi luôn. Thề react lần đầu của thằng Quang mà lâu như thế này luôn đi. Thề sao anh không kiểu edit, anh đã đăng clip lên YouTube rồi, sao anh không cắt mấy cái đoạn mà anh bật tắt này đi. Anh Quang ơi. Thầy câu giờ này, thầy cố tình câu Quang giờ luôn này. Chỉ có tấu đủ với mình là không bao giờ gọi thằng Nhím là BD. Lại Quang, đi mẹ tao gọi là BD lúc nào nào. Lại bảo không phải, anh không gọi em BD đi. Tao chỉ bảo thích mẹ mày nãy vừa nói mồm. Thầy mồm vừa kêu là lại tao chỉ trêu nó BD thôi. Đấy, xong giờ lại tao nói nó BD lúc nào. Mẹ qua một câu ạ. Riêng mồm thằng nào chứ riêng team này đừng bao giờ tin mồm Quang. Nó bị gay chứ mà, gay vì BD nó khác nhau nhá. Nghe nó khác nhau nhá, gay nghe nó nhân văn hơn nhá. Gay là nghe nó nghe kiểu đi mẹ nhân văn vãi lồn ra, người nước ngoài ta hay gọi thế, còn BD là kiểu mẹ bị từ kiểu của người Việt Nam rồi. Anh Quang ơi, nhưng mà đối với em ấy, gay BD nó vẫn chỉ là một câu gọi là mang tính xúc phạm em thôi, tại vì em đều không gay, đều không BD luôn. Nhớ anh Quang nhá. Đủ má mày. Sao lại chửi em? Để rồi. Đấy. Team còn mời nhưng mà vấn đề là mình biết là như thế nhưng mình giữ kín cho nó, đúng không? Bạn hiểu không? Thì mày mới đó khác kéo với nhau cho nên mày mới giữ kín. Nói ra làm gì? Đi nhậu đi, phải tổ chức một cuộc họp có hay không việc thằng Nhím nó thích bú cu chứ nó không thì thích vết máng. Em thích vết máng luôn, tuyên bố luôn. Em thích vết máng anh Độ ạ. Em thích vết máng được chưa? Đấy, ghi nhớ lời em nói đi, mọi người không phải họp nữa, đi mạm thề lần sau nhá. Đi nhậu với anh em nhá, là đi mạm mình đéo bỏ buổi nào nữa, đi mạm thề cứ bỏ một buổi là đi mạm mình kiểu đéo thì cũng bị nói xấu, đi mạm mình cay vãi luôn. Đấy là có thật. Cái đó là Ấn Độ rủ đi nhậu chứ không phải là mọi người anh em mà. Cái này là Ấn Độ khởi đầu đấy. Lại cầm cái mic đi. Mà có cho bao giờ tôi chiêu ông đâu, tôi thương ông phải. Ông đừng có mà xạo lồn. Địt mẹ thằng này mới là thằng đầu têu này, vãi lồn. Đúng mẹ luôn, thằng này đang đầu têu xong đấy Ấn Độ, nhưng mà Ấn Độ bây giờ dạo này kiểu gọi là thấy sai mà không sửa, không bênh em gì cả. Đấy, xong Ấn Độ lại còn hùa vào cơ, xong rồi làm cho cái trò đùa này nó càng kiểu gọi là lan rộng ra cả thế giới mẹ luôn cơ. Chuẩn luôn anh ạ. Mới là đầu. Nhưng mà đúng, thằng Bô với là thằng trêu thằng Nhím nhiều nhất, xong rồi nó mới lan ra cả team. Tèo đấy. Đấy thì ví dụ như kiểu các bạn còn trêu mình là hay trộm đồ của Ấn Độ nữa. Chứ còn lòi gì nữa. Không mày thì ai. Để mà cái này trộm, cái trộm đồ này đúng rồi. Đấy, đúng chỉ có thằng Bô thôi. Không phải mà là mẹ mày. Đúng rồi mà anh ấy bảo không phải, chuẩn mẹ luôn, chỉ có mình nó thôi mà anh bảo không phải. Không phải em, thề. Chỉ có team nó chơi thôi chứ bây giờ từ trước đến giờ chơi có bị mất đồ đâu. Team không có một team thợ lặn của anh Tích nữa. Nó vào mất chứ anh lại còn bảo không phải là không phải thế nào. Là mày mất đồ lúc nào đấy thì chắc là đợt vừa rồi đi đào bóng thì anh Độ bị mất cái gì đó thì về đó. Nhưng mà tôi gần cưới khoảng thời gian gần cưới với cả vợ sắp đẻ nên là tôi không đi đào bóng được với cả mọi người. Anh Vino ơi đang nói đến ARK mà, từ từ để anh Độ nói tiếp nhá, để anh Độ kể tiếp cho anh Độ kể đi anh Độ ơi. Khoanh vùng không biết cái vụ bị bắt đầu này trong ARK công khiêu tôi đã khoanh vùng lấy hết tất cả mọi người rồi chỉ có đít mẹ tiếp của thằng này thế thôi. Là mình đồng quan điểm với nhau đấy anh ạ. Vậy là tôi thì tôi lại anh ở trong cùng một chi be thì chả đồng quan điểm với nhau thì mọi người đương nhiên là phải góp sức để triệt hạ cái chi be của em rồi. Mọi người thấy chi be của em phát triển mệt phát triển lớn mạnh quá, đối thủ trong tương lai của mọi người, mọi người chả cùng tay nhau triệt hạ chi be của em. Hiểu sai, hóa ra lại là chơi game mà. Sorry anh em nhé, tại vì tôi đợt team chơi ARK tôi lại không biết đó. Với cả đi đợt, mọi người đi đá bóng khoảng thời gian vừa rồi tôi cũng không đi nên là tôi không rõ. Mà team của thằng này lấy này. Đúng, tại vì nếu hiểu sao nhá, hồi xưa mình không biết chơi thì mình ăn cắp đồ nhá. Còn bây giờ anh em biết chơi hết rồi, cũng cái làng mình ai cũng giàu hết, không lẽ mình ăn cắp đồ làm cái gì đúng không? Ai cũng biết chỗ farm, ai cũng biết bắt thú, ai cũng biết mà đấy là nhà tôi cơ. Tôi lấy mà tôi đi trộm, tôi chỉ lấy trộm nhà anh Quang thôi. Địt con mẹ thằng Tú này nhá, nhà tao thế thì tao ở cùng với anh đấy, Độ đấy, lộ thằng Tú lấy lộ anh Quang ơi. Nhà tôi mà lộ. Tôi ở cùng với anh Độ luôn. Đúng các vậy. Bạn thế thì là xong thằng Tú rồi lộ ra thằng không Tú phải em rồi. Nhá tôi thật
Tôi chưa đéo là trộm kiểu xem tôi trộm em nhím react tiếp tôi được không? Tôi stream cho bạn xem à? Đúng không? Tôi phải làm xem em nhím react tiếp được không không? Là của mình à? Không, tôi đéo giờ cái làm gì. Không, nhưng mà em thề luôn nhá, sao mọi người không thử cùng lại nhau suy nghĩ lại một lúc là có thể trong chi bè của mọi người có người là kẻ trộm mà mọi người không biết. Tại vì mọi người tin tưởng quá. Đấy, bây giờ mọi người thử nhìn anh Chip đi. Đấy, xem Chip có nói gì từ đầu đến giờ không? Em nghi anh Chip là kẻ trộm. Đấy, anh Chip từ đầu đến giờ không dám mở mang câu gì khi mà nói về cái chuyện này nhá. Là anh Chip chỉ ngồi xem anh em mình nói thôi. Đấy, có dám nói gì đâu. Nói ra là sợ anh em bắt lộ sơ hở, ra hồi suy ra anh Chip là kẻ trộm luôn. Em thề mọi người luôn. Mọi người cứ để ý cái hành động của anh Chip đi. Anh Chip không nói gì đâu. Anh Chip đang đợi xem anh em mình nói cái gì đấy. Xong rồi để tính cớ không lại đổ cho em đấy mọi người ạ. À. Mọi người tỉnh táo lên. Đồng cái kiểu hết rồi. Đang cấp đồ làm gì không? Chỉ có chi bè của thằng này thôi. Chi bè của thằng này là chủ mưu chắc luôn thề. Quanh dùng chỉ có như đó. Đấy, đúng là đéo gì nữa bạn. Bạn phân tích đéo gì. Chi bè đó thôi. Bạn phân tích làm gì nữa. Chi bè của thằng này thôi. Tức khoan, thầy ăn trộm lắm này. Lúc trước đẹp mà cái hôm mà bị chạm đồ ADK. Địt mẹ bằng chứng đâu. Bằng chứng đâu tim em trộm. Sao địt mẹ tim em trộm. Sao địt mẹ vẫn kiểu phát triển chậm vãi lồn. Vẫn là kiểu thế kỷ. Địt mẹ thế kỷ 19 rồi. Mọi người trong khi mọi người đã thế kỷ. Địt mẹ 33X mẹ rồi. Đấy em trộm mà sao mẹ chi bè của em vẫn lởm. Bằng chứng đâu. Em với Nhím bị chửi như chó thì cay không? Thì đéo ai chửi mày đi mẹ toàn chửi thằng Nhím không thì mẹ lanh quanh mấy em chơi nhau mày... chỉ còn mỗi thằng lúc Nhím mày chơi vừa mới xuất hiện lúc thằng Bôn chỉ chơi ALK cơ. Đấy thì mẹ mày có ai chửi mày lồn đâu thì mẹ nói như kiểu mày tội lắm thì mẹ người ta chỉ chửi tao thôi. Thì mẹ mày cùng chi bè mọi người thì ai chửi mày. Thì mẹ tao khác chi bè. Tao mới kiểu thì mẹ muốn chơi cùng bạn tao, tao lập chi bè riêng thôi. Xong rồi bây giờ mọi người mới trêu tao nhá. Thì mẹ xong mọi người chửi tao ăn trộm đồ trong khi tao có ăn trộm đâu. Thằng Tú im mẹ mồm đi, địt mẹ cứ chen ngang để im người ta nói này. Ví dụ nhá, thằng Bô này nó luôn luôn là nó bị cái kiểu là. Để anh phân tích cho Tú nghe nhá, để em phân tích cho anh. Tú im mẹ mồm đi, ông phân tích dài dòng vãi lồn ra, người ta chưa nói hết câu cũng nhảy mẹ mồm người ta rồi. Thôi từ anh Pino từ cứ để anh Quang nói đã, không việc gì phải ngắt lời như thế anh Pino ạ. Này là thằng Bô này nó luôn luôn bị cái kiểu là nó hay đi đọc kênh chat. Đấy, xong rồi ví dụ một hai thằng chửi nó vài câu thôi là bắt đầu là nó đã bị sôi. Đấy các gì ạ, mà đến không phải một mình tôi nhìn thấy ra cái điểm này của Bô mà tôi khuyên nó cũng lâu rồi nhưng mà nó chắc là cũng sửa được dần dần rồi. Máu lên rồi, nó bị nóng tính ấy. Trẻ trâu, kiểu tính nó bị nóng tính. Trẻ trâu luôn nó sôi máu lên rồi là nó tự vơ vào người là nó cũng bị chửi luôn chứ thực ra có ai chửi nó đâu, người ta chỉ chửi mỗi thằng đấy thôi. Đấy thấy chưa, điệp mẹ bọn nó chỉ chửi em thôi. Điệp mẹ ông nói như kiểu điệp mẹ ông tội lắm, ông cũng bị gom vào. Ừ. Điệp mẹ trong khi ông bị chửi lồn đâu, điệp mẹ xạo lồn. Thằng Quang này đợt đầu về làm stream cũng thế này, tôi cũng phải chửi nó này, phải đọc kịch chat ít thôi. Thằng Quang cũng là một thằng để ý chat nhiều này, nhưng mà chắc giờ cũng chắc là cũng đỡ hết rồi. Đúng không? Em là em phải kiểu đấy, em phải bọn nó nhầm, xin lỗi mọi người vậy, mình nhầm. Chắc bị nói nhanh em quá. Em phải biết cái kiểu như là người ta gọi là kiểu cái gì gọi là tính nó gọi là cái tính gì ta? Nhẫn lại, đúng rồi, gọi là tính nhẫn lại. Em phải biết kiểu như thế, mình không thể nào mình nóng tính được. Cô là kiểu một điều nhịn là chín điều nhục đó. Kiểu gì mà thế thằng nào chửi mình cái là phải chửi lại luôn. Đúng rồi anh Pino ơi, điệp mẹ em đúng kiểu là điệp mẹ mình 9 điều, điệp mẹ mình nhục luôn đi, điệp mẹ mình 10 điều nhục luôn đi. Thề điệp mẹ em chịu vãi lồn luôn cái đợt đấy, điệp mẹ em bị xì stress anh độ ạ. Điệp mẹ em vừa mới vào nhà anh nhá, xong rồi em vừa mới chạy ra nhá, xong rồi mọi người đã kiểu điệp mẹ thằng Nhím trộm đồ các thứ là điệp mẹ hôm nay em buồn vãi lồn luôn ý. Đó, đéo chịu đâu. Đúng, mình thấy thằng Bô nó không biết chơi mà nó ít khi nào mà nó ăn cắp đồ chỉ sinh thôi. Đấy. Đấy, mình thấy thằng Nhím đó. Cái thằng đồ bùi này cứ cầm tay vào cái mic là cái lồn nhà mở cửa sẽ chui. Cái bé nó cầm rơi à? Bé nó ảnh hưởng đéo gì đến livestream mày đâu. Phải làm nhân vật nhỏ để chui qua một cái lỗ. Chứ tôi thì mẹ cái anh em trong team chả ai làm một nhân vật bé xíu, mẹ lồn tịt này. Thằng ngoài đời rất cao nhưng mà vào trong game nó để rất là lồn. Để luôn để đi trộm cắp cho dễ. Sao lại thế? Này mọi người từ từ nhá, mọi người suy nghĩ lại đi. Mọi người bật lại game ARK của em với. Nhân vật của em còn cao hơn cả anh Chip cơ. Anh Chip mới là kiểu làm nhân vật lùn ấy. Các cái đầu mọi ấy người đi, khi mà ví dụ... Mọi người xem anh Chip có nói gì không? Em nói chả đúng quá đúng không anh Chip? Anh Chip đúng không? Anh Chip nói gì đi anh Chip ơi. Hay là bảo em nói sai hả anh Chip? Mình đang chơi ở một trong một cái phòng nhá. Đấy, đang đặt cái ví dụ như thế.
Đấy, xong tự nhiên anh độ mất ví. Đấy, xong mọi người anh đổi mất ví. Đấy, anh đổi mất ví nè. Không phải anh đổi giỡn thừa cho muốn đấy tí chứ không. Ý mày là vậy chứ không. Ý tao là vậy nhưng mà mặt tao đéo như thế. Đi mẹ mày im để người khác nói. Ồ, chắc không. Anh đổi mất ví là phải đi mẹ mày im. Con bóng đi Thành. À, con bóng cao lãnh đi. Con bóng cao lãnh này. Bây giờ truy binh hậu này là tôi đang nghi ngờ là có ba, có hai thằng đang bị BD nữa. Là thằng Uầy. Bố Béo với lại thằng Funky. Là tôi đang nghi ngờ. Bởi vì đợt phải thề. Lại thề. Còn nghi làm cái đéo gì nữa. Là tôi thấy cái đề, cái này thì lâu lắm rồi. Nhưng mà để xem bao giờ để Tú với cả Bô nó công khai thôi. Được cả ông Quang này nữa này. Ông mẹ mà cũng cắt đéo gì. Đợt này thằng Funky ấy là đi mẹ. Cái chuyện này tôi đúng ra là tôi sẽ không kể ra đâu thôi, nhưng mà đi mẹ. Thôi anh kể đi, anh kể đi. Đang nghi ngờ vãi lộn. Là bây giờ hiện tại ấy, là người yêu thằng Funky đang ở ngoài này. Nhưng mà cách đây 3 hôm trước thì liên tục là 3 buổi tối liền tôi đều đi lên phòng thằng Funky để tôi lấy đồ. Thì một cái hôm đầu tiên tôi bất ngờ thì bình thường ấy là tôi biết là có một mình nó ở nhà là tôi vào tôi không gõ cửa đâu, là tôi hay mở cửa vào cái là tôi hù nó. Thì vậy là mày nhìn thấy gì rồi đúng không? Để vào đi mẹ không gõ cửa, chắc là đi mẹ xem thấy, chắc là đi mẹ vào, chắc là lúc ấy Tú với cả người yêu cũng đang bạn đồng mẹ ông xung vào gì. Thôi Pino, để anh Quang kể chuyện tiếp đi, anh Quang đang nói mà, em đang nghe chăm chú bãi đài đây, anh Quang kể đi anh Quang ơi. À, tôi thế này thế kia, nhưng mà hôm kia, cái hôm cách đấy 3 hôm, tôi cũng địt bạn mày đập cửa tôi mở cửa ra. Mẹ nó làng tránh sang ngày hôm sau luôn cơ ông. Đấy, vậy là các bạn biết rồi đấy, các bạn biết là Quang hôm vừa rồi nó làm gì đấy. Nhưng mà mẹ đập cửa gõ vào đéo phải là có một mình đấy. Nó. Ui. Mà địt bạn mày kiểu ngại. Có ai nữa, có một thằng ngồi bạn, đéo biết là bạn hay là gì, nó giới thiệu đây là bạn okay. Em. Thì tôi đó biết là bạn hay là gì, hay là người yêu hay là người tình hay là cái lồn gì cả. Nhưng mà hai thằng kê hai cái ghế như này, thằng Tú ngồi cái ghế này, ngồi ghế gaming, còn bạn Tú ngồi ghế khác, hai cái ghế xong rồi quay đối diện vào nhau và ngồi với khoảng cách là cách nhau chỉ có 15 phân thôi. Phân thôi á? Ngồi sát ba lồn thì thằng Tú đang cầm cái đàn. À không, thằng Tú đang cầm cái đàn thì đúng hơn. Thằng Tú đang cầm cái đàn guitar. Còn thằng bạn thằng Tú thì ngồi đối diện kiểu đi lắc lắc gật gật hát hát này, xong rồi tay một tay một, các bạn biết guitar để chơi hai tay đúng không ạ, cái tay trái ấy, để cầm ở trên cái gọi là chỗ đấy tôi không biết là cái gì cả, nhưng mà cầm ở trên đấy thì tôi thấy là thằng bạn thằng Tú, tay của bạn thằng Tú cũng cầm một tay của thằng Tú và đặt lên trên cái đàn đấy, tức là kiểu như đang dạy nhau đánh đàn ấy. Ui địt con mẹ, tôi mở cửa ra phát hai thằng nó giật mình cái, nó kiểu địt bạn mày, nó kiểu nó phải ngồi hết ra xa nhau, nó đẩy sau xa nhau ra kiểu nó giật mình như thế. Là tôi bị nghi rồi. Em cũng nghi anh Quang ơi, có thật thì mới giật mình đúng không? Mẹ mày, tôi bảo thôi xong rồi. Thôi địt mẹ mày, ông chả địt mẹ mày, ông chả thích bỏ con mẹ ra. Cầm vác ghế mình lên ngồi cùng thôi, đợi lùn gì nữa. Bảo thôi địt mẹ mày, đến đây là hết rồi, không còn gì để nói nữa rồi. Là mọi chuyện địt mẹ mày. Thôi, vậy đây là mọi chuyện là biết bây giờ nhá. Địt mẹ mày đúng vào địt mẹ. Đúng, đánh đúng vào thì bà về cảm xúc bố mày rồi nhá. Bố mày cũng là bóng đấy. Bố mày cũng BD đấy. Mẹ bố mày biết mày rồi nhá Tú nhá. Rồi kiểu đéo một ngày nào đó bố mày đêm bố mày lên trên phòng mày. Thôi đến Quang nói tiếp. Đấy kiểu Quang là thế đấy. Xong tôi xin lỗi chúng nó, tôi đóng cửa vào, tôi đi xuống dưới phòng. Cả đêm tôi nằm tôi suy nghĩ. Suy nghĩ gì hả anh Quang? Tôi bảo là đi mẹ mày không biết là liệu rằng em mình nó có bị kiểu lây nhiễm gay ghiếc gì hay không mà nó lại như thế. Thế là tôi quyết định để đến tối hôm sau tôi lên tôi kiểm tra. Mẹ mày đúng luôn à. Tối nó lên nó kiểm tra luôn kìa không. Rồi đến đây thì chúng ta không cần nói nhiều nữa. Không nghe có cái câu gì mà gì vậy? Không nghe nghiện trình bày. Không nghe phò kể chuyện. Không nghe nghiện trình bày. Đấy thằng Quang là chúng ta không nên nghe nó trình bày gì nữa nhá. Chúng ta chỉ cần biết đấy là tối đấy nó mò tối lên sau vẫn đúng. Không có cái chuyện là mẹ tự nhiên tối mò lên để làm gì cả các ông. Hai thằng con trai mò lên phòng cảnh tượng rồi. Đấy nhưng mà lần này thì đéo phải là chúng nó ngồi đối diện nhau nữa, mà lần này thằng Tú đứng đánh đàn, còn thằng bạn thằng Tú đứng đằng sau. Tú vòng tay qua eo thằng Tú xong rồi cầm lên trên tay thằng Tú để cho thằng Tú đánh như này này đấy, kiểu như này này, kiểu thế, vòng tay ra sau lưng ấy, xong rồi địt mẹ, ui địt mẹ mày giống như kiểu Titanic ấy các bạn, địt con mẹ mày thôi.
Đấy, thế sao mọi người không trêu anh Tú đi? Thì mà anh Tú có nhiều biểu hiện gọi là gần với sự bóng bẩy hơn mà, sao lại mọi người cứ trêu em? Em làm gì có gì đâu. Em chả có chuyện gì ấy nhá. Địt mẹ, tôi đóng cửa đi xuống luôn và tôi biết được là địt mẹ mọi chuyện nó sẽ như thế nào tiếp em theo. Em cũng biết luôn. Mẹ thằng này có cái tính là địt mẹ vào không chịu gõ cửa này. Em sẽ tới phòng riêng để làm gì? Trời đụ mẹ. Địt mẹ buồn cười quá lâu đây em nhỉ. Biết là thế rồi là còn kể nó lên. Lại cầm tay vào cái mic. Mấy rồi chứ nếu phải mất thề cái lồn thề. Địt mẹ lá lồn giờ mẹ quang địt có mẹ mà thề nó từ người khác làm. Tao sợ đấy có cầm cái mic thì làm sao. Lâu thế. Em buồn cười. Cười luôn bạn nhỉ. Thề chỉ có nó mới mất ví rồi chứ đéo phải mất ví hết á. Một có cái ví đấy, có cái ví thì mày mắc tiền quá cái lồn mà nó rớt lên rớt xuống 3-4 lần rồi, toàn bô giữ giùm thôi anh em à. Sẽ bắt đầu mở cuộc điều tra. Cái hôm ấy ở đi qua hát karaoke thầy rõ ràng là để quên cái ví ở quán chỗ ngồi karaoke, xong rồi tôi cầm ra cho nó bảo này mẹ cái ví 20 mấy triệu và là mất, xong rồi nó còn cãi bảo đâu em để đấy em nhờ thằng Phát trông hộ. Hộ cái lô đi mẹ đi về hết rồi. Mình đi cuối cùng mình thấy cái ví mẹ ạ. Mẹ ngày quên rồi. Chuẩn luôn, anh vẫn nhớ cái hôm có một cái hôm mình mà anh với nó hôm đấy với lại mình mọi cũng người, đi hát chúng mày nữa đấy. Tú ạ. Hôm mà anh với mày với thằng Snake, với thằng Nhím, thằng Bô với anh Chip. Đấy, đi hôm mày có nhớ hôm đi Zara trên 3 triệu không? Để đi mua quần áo để mặc để đi đám cưới em Pino ấy. Bởi vì anh em không có quần áo nào tử tế cả cho nên là quyết định vào Zara để mua quần áo để đi mặc đi đám cưới của Pino. Thế là đi mẹ thằng lồn này nó để cái ví LV của nó ở túi quần vâng, đằng sau. Đúng. Thế là đi mẹ thò lửa cái ví ra ngoài. Thế nó đi kiểu lồn thì tôi nó đi lên cầu thang, tôi đi ngay sau nó, tôi rút con mẹ cái ví của nó tôi bỏ vào túi tôi. Đéo nó biết vẫn luôn à? Biết cái lồn này gì cả. Anh đừng có điêu nhá. Rõ ràng mình nhớ hôm đấy nhá là rõ ràng là Huyền người yêu anh Quang rút cái ví trong túi mình và địt mẹ mình đã cảm nhận được địt mẹ một cái đéo gì đấy nó đang kiểu mơn cái gì đấy nó tuột ra khỏi cái đít mình, xong rồi mình quay sang mình đã nhìn thấy mẹ mình Huyền định lấy ví của mình rồi, đang cầm ví trên tay, xong rồi mình lấy lại nhá, thì mẹ anh Quang lại bắt đầu xạo lồn rồi đấy, thề đéo hiểu sao. Nó đi mẹ nó đi chọn hết quần áo này đến quần áo kia, đi mẹ nó còn nhờ tôi cầm hộ cả đi mẹ mày quần áo để nó thử, xong quay ra quay vào nó còn đéo biết cái ví nó ở đâu, vãi lồn thật đấy. Thì mẹ lại điêu thề. Thế sao đây nhá, này thì bây giờ nhá, em cho mọi người nhá, lấy được ví của em ấy cho mọi người cầm về nhà luôn, ok, cho mọi người luôn cái ví đấy được chưa, được không cần trả lại em đâu, thề nếu mà em không phát hiện ra, ok. Đéo hiểu nó dùng ví để làm gì. Thế xong rồi đi mẹ đến lúc nó gần ra thanh toán rồi tôi mới bảo là tiền đâu mà thanh toán, có tiền chưa. Thế nó bảo em đầy tiền. Thì nó đi mẹ nó móc móc ở trong túi ra, nó bảo ôi thế chết mẹ anh ơi ví em đâu rồi, ui anh ơi ví của em mất rồi. Nó đi mẹ bắt đầu kiểu cảm xúc vãi lồn ấy. Thế tôi bảo đây ví của mày này, ví của mày là vừa bị rơi ở ngoài kia, anh cầm hộ mày đấy. Đi con mẹ mày vãi lồn, dùng ví người ta lấy còn đéo biết ạ. Ui vãi lồn thật, thề thì mẹ anh Quang diễn kiểu đi mẹ thề đéo biến đổi sắc mặt luôn này. Địt mẹ vãi lồn, sao người ta có thể vẽ ra được một câu chuyện như thế nhở? Cũng như là câu chuyện mà mình bị bóng ấy là tim mình vẽ ra đấy. Đéo được sao mình phải chịu đựng được nhở? Xong mọi người nói, các bạn cũng tin cơ mà các bạn chả bao giờ các bạn tin mình cả. Địt của bạn chứng tỏ Quang đi móc trộm quen này. Thằng Quang là địt mà dân trộm cắp quen này. Đấy, công nhớ nhá. Bạn đi gần Quang này né ra nhá. Tin nổi. Này, riêng cái khoản mà anh bảo em là địt mẹ em đầy tiền là sai rồi. Lúc nào em lên stream em chia sẻ với mọi người bằng cái gia cảnh, hoàn cảnh gia đình nhà em là không phải là nhà giàu mà cũng không đầy tiền, chỉ là đủ ăn đủ sống thôi. Anh lại điêu rồi đúng không? Không bao giờ là em khoe như thế cả. Boom. Các bạn nhìn lại cái đoạn nó bùm. Đâu nhìn lại xem nào. Em thấy bình thường mà. Mẹ đi về hết rồi. Mình đi cuối cùng mình thấy. Các bạn nhìn lại cái đoạn nó bùm nhá. Quên rồi. Bùm. Này, đi có mẹ mày đéo gay đi. Lại bảo đéo gay đi. Bùm, bùm cái lồn thì bùm như thế, bùm người ta phải bùm như này đi. Bùm. Bùm kiểu gay lọ vãi lồn ạ, bùm kiểu đéo gì đấy. Bùm vãi cả lồn, bùm bùm người ta bùm 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 như này. Bùm. Thì phải nói rằng bùm như này thôi là đủ rồi, đủ cho các bạn hiểu rồi.
nhà em bé, phòng em bé lắm, không đủ không gian để kiểu nhảy hết cả lên anh Quang ạ. À, nhà em bé lắm, chỉ đủ cho stream, góc stream của em nó bé lắm, em chỉ vươn được như này thôi. Mà em thì bạn động khoát dứt khoát thì bạn mạnh vãi lồn ra chứ em có kiểu như này đâu. Đấy, thì bạn các bạn thử so sánh hai cái bùm đi. Bạn thử so sánh đi. Bùm vãi cả lồn, bùm bùm là bùm 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 như này. Bùm. Đấy, đeo ai bùm thế? Bóng lộ vãi lồn ra. Ủa, mỗi cục điều tra FBI hay gì mày? Đồ má mày rồi, CIA ơi, CIA. Không, thằng lồn này nó chơi đồ ấy, đi bạn. Tôi là một người từ trước đến giờ tôi cẩn thận vãi lồn chưa giờ tôi mất ví các bạn. Tôi chỉ hay mất đồ trong game thôi. Mà mất đồ trong game từ ngày xưa đến giờ chơi đã mất đồ trong game giờ đéo đâu. Từ khi gặp thằng này này, đi mẹ chơi hay mất đồ trong game này. Vãi lồn. Chuẩn vãi lồn. Ơi. Đi. Đấy, ngày xưa nhá, đấy là còn còn cả kiểu của anh à lúc đấy còn chưa có thằng bô cơ, ngày xưa là cũng chưa có thằng bô đấy đâu ạ. Thôi xem tặng của anh Quang vậy. Rồi. À. Đang ở đâu rồi nhỉ? Ok. Đi mẹ mày vui vãi lồn. Mẹ nó đéo, đi mẹ mày bảo vệ tôi xong à, đây, đây. Chết. Đủ. Thì hay mất đồ trong game thôi. Mà mất đồ trong game từ ngày xưa đến giờ chơi đã mất đồ trong game giờ đéo đâu. Từ khi gặp thằng này này, đi mẹ chơi mày hay mất đồ trong game này. Vãi lồn. Chuẩn vãi lồn. Đi mẹ chỉ diễn ra tầm 10. Ê, nhưng mà điệp mà nhiều lúc anh em điệp mà em nhiều sao lúc em? cũng suy nghĩ vãi lồn điệp mà không sao? Biết là ừ ví dụ điệp mà kiểu thằng nhím là ở bên CIA ở bên Mỹ đi cài quá con mẹ mới là chơi đồ mày thằng này mới chơi đồ đúng không đồng ý với em không điệp mẹ chơi đồ đéo rủ nhá cảnh mẹ rồi điệp vân xong điệp mà một ngày nào đó là nhím nó bắt hết nguyên tem đéo gì không hai thằng này chơi đồ chung rồi hai thằng mua đồ chung thằng bô với cả mọi người chơi đồ chung rồi thề đấy là CIA chuẩn vãi lồn đi con mẹ đéo rủ mình không sâu vãi lồn này là mẹ mày đại diện cho hội gay mẹ nó cài vào tim để nó không nó làm gay hóa tim mình anh ạ đéo phải xong rồi sắp tới sẽ một bài báo là cả tim defan bị gay có mẹ chứng tỏ được ảnh ra cậu em thề mọi người chơi đồ rồi em đã bảo em không bị gay rồi sao mọi người không tin em nhở vì gay có hai kiểu đi mẹ tự giải thích cho cơ đâu anh giải thích xem mà nhiều người khi sinh ra thẳng tưng thẳng tuần tuột okay. Nhưng mà khi chơi với cả hội gai nhiều ấy là sẽ có xu hướng thích đá lưỡi con trai và thích bú con trai ui 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 đúng không anh đọc họ tên của em cái gì nhở có bố làm diễn viên điện ảnh gì đấy ở ngay Đặng Tiến Đông luôn em chuẩn thế luôn là Chu Việt Dũng rồi mà béo béo đúng không à ui em lại biết một người anh luôn tên là Chu Việt Dũng đúng không ơi, đúng ơi, vậy mẹ thế là anh em nói đúng mẹ một người rồi anh Snake ơi mày nói tên ra như thế Chu Việt Dũng có nhiều lông thôi thằng em nó nam tính lắm các bạn đi mạng ngày xưa giọng nói nó chất biểu cảm khuôn mặt nó toát lên một cái vẻ là một người uy nghi đàn ông chính trực địt mẹ mà nhưng về sau tôi phát hiện ra thằng lồn này nó bê đê lồn các bạn mà lại hay đi lừa người nữa em địt mà nhiều lúc tối mà làm gậy ra xong nằm đấy làm gậy co mày mà phải chứng tỏ hai này cùng mua một chỗ chơi đồ đéo rủ bảo chơi đồ địt mẹ mày cũng đéo rủ em luôn để mà mày đặt vụ Mỹ cài qua đây không nó địt mẹ đi hơi sâu lại còn đặt vụ Mỹ xa quá thì đấy thằng này chơi đồ xa vãi lồn cũng trước bây giờ vẫn chưa tan đồ các bạn ồ địt đi xa vãi lồn nếu có hàng nào CIA mà thằng mà gọi là stupid như thằng này cái đó đi lên máy bay mà đéo biết hack cái an toàn anh em mà đi mày có thể bỏ có mẹ mày cái tay ra khỏi cái mic được không hả Snake tay lúc lồn nó cầm một cái mic như này đi mẹ sợ mày đi mẹ sợ cái mic nó bị rơi hay là mày muốn nuốt luôn cái mic mày vào mồm thôi anh Quang ơi để anh Snake nói tiếp đi thôi người ta bị thói quen như thế rồi có làm sao đâu nhìn khó chịu thôi luôn mình phải hack cái an toàn cho nó trong mà đi lúc gỡ thấy an toàn nó cũng đéo biết gỡ đấy nói, anh Snake ơi đi em đéo biết gỡ an toàn của máy bay như thế nào hết gỡ cho em với đi côm mẹ thì bây giờ cái dây an toàn nó bị kẹt rồi thì chỉ có người mà không kiểu cái người mà đứng ở bên ngoài ấy người ta mới có góc kiểu mở nó dễ hơn thôi em bị cái dây đấy nó thắt chặt mẹ em hết cả chim mà rồi thì mày đau vãi lồn ra làm sao mà thì mày đủ tỉnh táo để có thể mà mở được cái dây an toàn luôn anh Sơn ơi mẹ nhờ tí cũng được à mẹ nhờ tí là gay à vãi lồn tưởng tượng được thề thì mẹ thôi nhá bây giờ em đéo nhờ ai nữa thì mẹ bây giờ cuộc sống của em nhá em tự một mình đứng lên được chưa em làm hết tất cả mọi thứ được chưa em sẽ không nhờ mọi người nữa nhá CIA là chết mà đấy đi có mẹ cái Nemo lại bị đứng không ạ à? Đủ ma mày nó đứng đến bao giờ nữa đây ơi. Chết mẹ thì đúng đấy biết gỡ đấy
Nó nói anh Jack ơi, Điệp mà em đéo biết gỡ dây an toàn của máy bay như thế nào hết. Gỡ cho em với. Điệp con mẹ. Đéo tưởng tượng được. Thề. Lại thề. CIA vậy là chết. Lại thề. Mà. Rồi Điệp mà tội phạm mà nó trốn hết à. Diễn bên Mỹ chắc là đủ má làm tướng gì á. Thề gaming à. Nó bây giờ là hé lộ là kế hoạch 20 năm nữa. 20 năm sau là nó tóm hết, thâu tóm. Tổng tư lệnh của hội bóng Lê Đa Thành. Tổng tư lệnh của hội bóng Lê Đa Thành. Các ông có xem đi mẹ được rồi, tôi chơi cô đứa tì với thằng này. Đi mẹ mày đồ đạc tiền nong đéo rồi nó vứt cho tôi luôn. Đi mẹ cái kế hoạch 20 năm của nó tôi nắm chắc trong bàn tay anh rồi. Anh nói đi em bảo anh đồ, sẽ dần anh dần nói mà. Đi. Nó chơi với tôi, đéo cho chơi tôi đồ, xong rồi đi mẹ nó đéo, đi mẹ mày bảo vệ tôi, xong rồi tôi sẽ chết dần chết mòn, xong rồi kênh chat sẽ chửi là tôi bắn ngu vãi lồn, xong mọi người sẽ không xem tôi nữa. Và nó cố gắng nó thể hiện nó bung lụa ra, nó wow. Đi mẹ toàn lao lên chết nó tự sơn. Hôm nay em không xem, hôm nay đi ngủ sớm. Thế là các bạn, đi bị con mẹ phải vãi lồn nhỉ. Tôi không thích xem cái game cô đúng tí lắm đâu nhá. Mọi người để Ấn Độ kể tiếp đi. Tôi thích chơi thôi. Nhưng mà xem bị chóng mặt của nó ấy là nó cố gắng clutch một vết 2 1 vết 3 kiểu để chứng tỏ cho kênh chat của tôi thấy là nó bắn hay và nó là địch bạn mày chủ của refund. Đấy. Ui, đợt này ở trên Cao Bằng có đồ gì chơi mà để Ấn Độ kiểu suy diễn kiểu kiểu đi như kiểu đi cảnh vậy. Thề với các bạn luôn, đợt này có đồ mới chơi mà không rủ mình ạ. Còn nắm trong lòng bàn tay đấy, mà. Anh Quang thấy đúng không? Thì mẹ thề Anh Độ mới là người chơi đồ ấy. Đấy, thề tự nhiên suy diễn ra thì mẹ mấy câu chuyện thì mẹ đéo hề có thật một chút nào. Chẳng qua là mình bắn, các bạn biết ấy, các bạn xem stream mình nhiều rồi, kể cả từ cái game trước rồi, là cái lối bắn của mình là lối bắn khát máu, các bạn hiểu không? Đấy, thì mình lúc nào là mình cũng thấy địch là mình bắn nhau à, với cả mình quen bắn với những anh em mà gọi là kiểu có kỹ năng cao, xong rồi có gọi là đầu óc chiến thuật các thứ. Đấy, cho nên là mình quên mất, hôm đấy mình quên mất là mình chơi game với Anh Độ. Đấy, với cả thằng Bô ngu nữa. Đấy, thì không chơi được cái kiểu đấy được, phải bắn sếp. Em xin lỗi Anh Độ được chưa? Lần sau em sẽ bắn cẩn thận hơn. Được chưa? Đâu quá lộn. Anh Độ nhá, thằng Bô nhá, nhím nhá, chơi đồ đéo gọi em nhá. Ơ, địt mẹ thằng này cũng đòi chơi, vãi lộn thật. Địt mẹ, nhưng mà mọi đất. Người chơi, mọi người đéo rủ em nhá. Bằng cách anh em địt mẹ bỏ chơi, ai là kẻ trộm địt mẹ sao. Chắc đợt này hút thuốc lào nhiều rồi. Kiểu đéo thì mọi người cũng sẽ bảo là thằng nhím và thằng trộm, kiểu đấy. Các bạn hiểu thì đúng mẹ rồi. Không, nhím không, nhím nó chọm cái gì chọm, nhưng mà địt mà nó lỡ chọm cái trái tim của em rồi. Trộm gì trộm. Ôi chết người đấy. Công thấy không? Địt mẹ mày bắt đầu đấy, cái bệnh gay bắt đầu lây nhiễm. Chuẩn anh ơi. Không, ba anh ạ. Ba thằng thì em vừa kể đấy là thằng Nhím, thằng Tú với lại thằng Bô, ba thằng anh ạ. Không, hai thằng thôi anh ạ. Chỉ có mỗi anh Phan Kỳ cả Bô thôi. Em bảo em không BD, em không BD mà. Hiểu. May là hồi bọn mình đi Hàn ấy các bạn nhớ không? Hồi bọn mình đi Hàn ấy. Mình ở trong sân ấy. Thằng Bô cả thằng Nhím ở với nhau hai lần đi Hàn liên tiếp. Bị mẹ bao nhiêu chuyện xảy ra, sợ lắm các bạn. Sắp tới kiểu đéo gì cũng đến lượt thằng Snake bị lây. Thôi lần sau nhá, em là em rút kinh nghiệm rồi. Lần sau là em sẽ ở một mình một phòng, được chưa? Không thì em ở với Anh Độ. Đấy, cho Anh Độ có gọi là đủ. Như là Anh Độ cũng đàn ông kiểu giống em ấy, không chụp ảnh các thứ, hoặc là kiểu có thể nhận xét con người em được nếu mà ở chung ấy. Đấy, đấy, một là em sẽ ở riêng, hai là em ở chung với Anh Độ. Đấy, chỉ có hai trường hợp đấy thôi. Ok chưa? Được chưa? Nếu bao giờ mà có ai tin nó luôn, nó nói gì nếu bao giờ ai tin nó luôn, thề nếu bao giờ nó nói là trong mồm từ mồm nó phát ra rồi đấy, đấy. Sao mọi người đéo bao giờ tin em, lúc nào cũng gọi là sao nhỉ, lại thề. Ê, tôi suy nghĩ việc thằng này xưa học chuyên Anh không, tôi thấy địt mẹ đéo hợp lý thế nào, cái tiếng Anh này ngu lắm, nhưng mà văn thơ thằng này thì địt mẹ thảm lồn gì rồi. Toàn văn vở à, văn thơ đéo gì, văn vở. Rồi, thế mọi người đợi em một tí, em sẽ mở cho mọi người cái group mạng chuyên Anh của em, ok? Chuyên. Em có group lớp luôn. Này, không phải đùa. Đâu nhở? Ơi đẹp mày. Chết mẹ rồi, xóa mẹ group lớp rồi. Ai xóa rồi ta? À đây. Đây, mọi người nhìn đi. Anh B chuyên Nguyễn Huệ 2012 đến 2015. Lại bảo mình nói điêu đi. Nói chung là
đây là group lớp của mình, làm gì có group nào mà lại add người khác vào đúng không? Có 36 thành viên đây. Đây đúng chưa? Đúng chưa? Anh B trên Nguyễn Huệ 2012-2015. Được chưa? Được chưa? Đây là cái ảnh đi tham quan, nhưng mà đợt này mẹ không đi cho nên không có. Nhưng mà mình vẫn ở cái minh chứng mình ở trong cái group nhóm này là chính tỏ là mình học chuyên Anh rồi mà đúng không? Đúng rồi. Lúc nào nó cũng nói dối đó, nó dối quen quá rồi, người ta nó nói gì người ta cũng đéo toàn tình. Toàn gái á thì tại vì chuyên Anh mà các bạn chuyên Anh cho nên mấy gái làm gì chuyên toán này. Đấy làm gì có chuyện mà nhiều gái đâu, đúng không? Chuyên lý làm gì có nhiều gái đâu, chuyên Anh mới nhiều gái. Cảm ơn anh nha, cảm ơn anh. Để cảm nhạc đồ nết. Thật trong lòng của mình đấy, mình không hề nói đùa. Thề lắm lúc nhiều. Lại thề. Mày hai thằng này chơi với nhau nhiều nó bị bệnh. Không anh ạ. Thề nhiều vãi luôn. Ba thằng ấy cả thằng Snake nữa. Thề mọi người ơi. Địp mẹ em bị quen mồm. Thề nó mọi người không kiểu kiểu bỏ qua cho em được nhờ. Kiểu nó bị quen mồm ấy. Tại kiểu mọi người kiểu thằng Bô ấy. Bắt nguồn từ thằng Bô anh ạ. Thế là em bị quen mồm giống nó luôn. Vãi lâu đâu anh. Em cũng thề vãi lâu. Đi đúng rồi. Toàn những cái hay. Như kiểu group của Ấn Độ ấy. Có người edit cái video mẹ Avenger ấy, mẹ mà nói tóm lại ấy, là ông nào biết làm clip, biết ghép clip như thế. Đúng rồi. Nó. Chuẩn. Đúng okay. Rồi thì một phần cũng muốn thế thật tại vì nhìn chất mà Ấn Độ. Ai anh ơi, em tìm được cái có người ghi lép Avenger cho nó rồi anh ơi. Đây để mình show cho mọi người xem. Quay đâu. Xem đi có mấy thằng qua có bạn là mới gửi sao. Đâu xem nào, xem nó có hợp lý không. Vãi lồn. Ui đi có. Avenger vãi lồn đi. Đi đây. Đi con mẹ. Anh Quang với Phân Kỳ cười gì nhở, em đéo biết vui gì cả. Nhìn mắn khỏe. Vãi lồn thì có cả tóc ra. Ờ đi mẹ sao Húc lại có tóc được nhở. Địt con mẹ. Đẹp trai vãi lồn. Mũi to nữa. Ủa, đẹp trai mẹ Húc đeo kính nhá. Con mẹ. Húc. Húc lồn gì đấy. Thôi. Này lên, cũng chơi gì nữa. Đẹp hạt bên trời này cũng chơi gì nữa trời. Gửi cho luôn. Đẹp thế hơn nữa. Cả lâu nữa. Húc. Con mẹ. Ủa. Chất bạn ơi. Không. Đeo chất tí nào. Ủa sáu múi cái kiểu. Ước mơ của nó gì đó. Nó ước mơ đi tập gym. Kiểu người đẹp cái thứ đấy. Skip nhanh đoạn này để đi mẹ cho tao gặp Ấn Độ. Skip đi. Cho em gặp Ấn Độ với. Không hiểu. Cái khổ thế thôi là nó mơi đây các ông ạ. Bịt mẹ thằng này đúng cái kiểu giọng Ali mơi rồi. Có một cái video như thế về mình, nhá. Về mình nhá. Mẹ nó xuất như thế thẳng hạn. Đấy, bây giờ các bạn nhìn đi. Các bạn đâu? Mẹ vào xem group của mình đâu? Đi. Đây để mình anh lên xem nào. Xem luôn. Khóc luôn. Đây, các bạn. Trời hiện tại là đang có đẹp mà mày bắt gặp nè. Bắt nhập nhắn tin với gái nè. Đi con mẹ thằng Bô lại để ý vãi lồn nhá. Mày những cái này mà nhắn tin thì nó mới lên trên đây thôi. Để ý vãi lồn nhá. Thề luôn, giờ tôi biết đấy. Cũng là nhắn tin nhiều đâu biết này. Mẹ chỉ có thằng Bô nhắn tin nhiều thôi. Thì mẹ mình thề các bạn luôn. Mấy cái người trên đấy mình chưa nhắn tin bao giờ. Thì mẹ thề bao nhiêu tiền mình cá luôn. Mình chưa nhắn tin bao giờ người ta vẫn hiện lên nhá. Thì mẹ đéo hiểu sao. Thì mẹ xàm lồn vãi lồn thề. Ờ, kinh nghiệm của hai giờ tôi biết cái này luôn đấy. Thề cái tia gái này. Lại thề Quang lại thề. Điệp mà nay nói nó chơi gay nó không chịu nhắn Facebook tin với toàn gái phở này, nhắn tin với Điệp mà anh Quy Béo này. Quy Béo Hoàng Sơn nào đây, đụ má mày Tùng Sơn đúng không? Trong bên Hoàng Sơn là Tùng Sơn chứ không ai chứ nó lừa. Điệp đéo được sao Hoàng Sơn là Tùng Sơn. Phải cà lồn thật, nhắn tin với Tùng Sơn nữa nè anh em hiểu không? Đó, trời ơi cái gì chứ, cái gì mà qua mặt được em. Tên với Tùng Sơn luôn, không hiểu luôn. Điệp bạn biết rồi. Đéo phải đâu. Giờ anh mới biết á, phải lồn 122.000 kìa. Điệp bây giờ mới biết. Ngu này. 122.000 thành viên nè. Ngu vãi lồn. Lúc đấy em buồn quá, em không nhìn được. Thề lúc đấy em buồn, em chỉ muốn tìm đến cái bài post kia để gọi là trải lòng cho mọi người xem thôi, cho mọi người hiểu tâm trạng của em thôi. Làm sao mà em để ý được. Chấm. Hôm nay buồn nên live Nemo vào lúc 19 đấy, giờ. Đấy, anh bố độ ơi. Con biết sao tút tế bố cười được đấy. Đấy thì bảo sao mà các em noi gương theo được. Hôm nay buồn nên live Nemo vào lúc 11 giờ. Các bạn thấy không? Địt mẹ lại buồn. Hỏi a à, con bóng kìa. Địt mẹ sao đéo ai bảo uầy. Anh nhím ơi đừng buồn nữa, live stream cho bọn em đi. Bọn em lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Đấy kiểu kiểu như thế. Qua đi mẹ anh chip live sớm đi, à nhầm anh nhím live sớm đi đừng buồn nữa. Đấy đơn giản thế thôi được rồi. Má lồn thật. Đi con mẹ buồn. À con bóng kìa. Chửi thằng Bô ngu. Thằng Bô ngu ở thì Bô ngu nó nè. Bạn em nó ngu hơn em luôn. Đây điệp mà IQ đây là thành đéo biết đéo nhìn bên đây được à. Con mẹ mày. Đang có bao nhiêu ta?
ở ngoài như nào, quả nhím ở ngoài nó cao lắm, cao hơn không? Nó ngu thật đấy mà. Đẹp mà, mày khoai to. Ngực đẹp mà ngực gọi là ngực không, nói chung là người nhím nó đẹp nhưng mà mỗi bụng hơi phệ thôi, tại vì điệp mà nó đéo tập nữa nên bụng nó phệ là chuyện bình thường. Không, thằng này được cái nó đẹp trai thật, nó cao ráo đẹp trai thật, mặc đồ đẹp. Ôi ôi điệp mẹ em thề, cái lồn gì đấy, điệp mẹ em đéo quen chút nào cả. Điệp mẹ kiểu mọi người cứ kiểu vừa đấm vừa xoa ấy, điệp mẹ em khó chịu quá lồn thề. Đéo biết là mọi người kiểu có gọi là thay đổi không hay là mọi người vẫn đang trêu mình nhở? Điệp mẹ. Chưa có bạn gái nữa chứ được hợp lý vãi lồn này, nhiều đứa bu vãi lồn. Ôi nhím ơi cố lên, nhím ơi cố lên. Ôi cầm tấm bảng anh em ạ, lần đầu tiên tôi trong lịch sử tôi chưa bao giờ mà có gọi là đội cổ vũ mà gọi là chia ấp như là gọi là đấu trường máy tính luôn này mà cầm tấm bảng nhím cu te trái tim. Ôi nhím ơi cố lên, nhím ơi cố lên. Ôi đẹp mày sống tới 14 luôn. Đẹp mày thật á, ở đâu nhở, sao mình đéo biết cơ, thề mình còn không biết cơ, hay là mình không để ý ta? Không phải đâu, nhưng mà vấn đề ấy là công nhận, tôi phải công nhận một điều ấy là ở bên ngoài thằng nhím nó cao to ông đẹp trai thật. Nhưng mà ông trời đéo cho không ai cái gì cả. Ông ấy cho cái này thì ông phải lấy mất cái kia của nó. Mất cái gì? Nói ra thì lại bảo mình trêu nó nhưng mà đẹp trai cao to để làm gì? Cuối cùng bị đấy, điệp mẹ thế mà anh Quang bảo là điệp mẹ đéo trêu mình này. Đấy các bạn thấy không? Điệp mẹ mình lừa vãi lồn. Này gọi là đây là bị gọi là đánh đồn tâm lý không? Điệp đánh đồn tâm lý. Ui. Ông thằng này được cái là quặn đấy nhá, nó mua quần áo rất là nhiều. Tại vì nó chỉ cần vào một cái shop nào đó mà mặc quần áo lên là nó mua luôn, tại vì hai được cái cao. Người đúng đầm, thành ra mặc quần áo đẹp. Vào shop nào thấy thì mặc vừa người cái là mua luôn. Mà căn bản nó cũng có tiền nữa, em có công nhận không? Là nó cũng phải là thằng có tiền thì nó mới mua được như thế chứ, anh em mình ra thì mặc lên đẹp đéo có tiền thì mua thế lồn nó được. Đúng chưa? Nó cũng phải là người có tiền trước đã. Nhưng mà em có mua nhiều lắm đâu, thề mọi người cứ nói quá như thế này, xong rồi cuối cùng em có được ai donate đâu. Thề mấy tháng nay nhá, đã stream Limo rồi, không stream YouTube rồi, không được ai donate rồi. Mọi người cứ nói thế làm sao mà em được donate nữa. Thề trong khi mình rõ ràng là mình mua quần áo cực kỳ ít luôn ý. Đấy các bạn thấy có bao giờ mình có quần áo mới không? Đây cái chuyện đi mua đồ với nó dễ lắm. Thì mẹ cứ vào, cầm 20 triệu vào đấy, xem mặc được cái gì thì mặc rồi luôn. 20 triệu đéo đâu, mỗi lần nó đi nó phải cầm theo khoảng 80 triệu, 20 triệu là sao mà đủ một lần nó đi shopping. Này 800 nghìn thôi, em đi mua quần áo mang có 800 nghìn thôi anh Quang ơi. Sao anh lại thêm 2 số 0 đằng sau lận vậy? Thôi kệ mẹ đi. Sao lại kệ mẹ đi, đi mẹ, anh nói đúng mà sao lại kệ mẹ đi. Anh nói mẹ. Sai bỏ xử ra đấy, thôi để em nói tiếp này. Chứ không lẽ không kiếm được không kệ. Trời ơi, gã vô mỗi luồng kìa. Trọng rồi, đây, các bạn nhìn đi. Đấy, mình tưởng là vẻ 5 phút thật đẹp hơn gì nữa. Khá mệt mỏi với công việc, khi mà mình off the stream, mình có thể vào group nhóm của mình. Từ đã, kéo cam xuống đã. Địt mẹ thằng Snake nó lại kéo cam xuống à? Thế tôi lại phải kéo sang rồi. Kéo sang đi anh Quang ơi. Bạn chia sẻ với các bạn những cái nỗi buồn của mình ấy, hoặc là các bạn là nơi kiểu chỗ dựa tinh thần của mình hay là chỗ mà có thể an ủi mình ấy, thì đây các bạn nhìn đi. Địt mẹ. Các bạn xem đi, đấy, nó vẽ mình đây. Mày dễ đẹp thế một chéo nữa, dọc có cái lồn này, có mắt, mắt là có mắt này, tóc là có tóc, mắt kính nó có mắt kính này, bông tai có bông tai này, hình xăm cũng có này, dây chuyền cũng có, ôi ôi mày nó vẽ cái bồi to kia gì á, đông vãi lồn gì á. Ôi dễ đẹp thế bạn lồn. Các bạn xem đi. Ôi đi con mẹ. Lồn má. Cái gì là con bóng đâu. Đi con mẹ em. Là con bóng nè, vãi cả lồn, về lễ tiếp. Đi các bạn mà nó vẽ cái mũi trông duyên vãi lồn thề. Đúng mẹ. Đấy, có bóng bơm nước vào đấy rồi. Anh xem group của em đi. Từ từ đã. Cái cam của tôi mà để bên này đéo hợp lý tí nào cả. Đây, đợi tí. Nhanh lên Quang ơi. Gặp nhá, nó hiện lên vậy là nó có kết bạn lên. Đi thăm mày lại xăm lồn. Ui. Vẽ chi tiết vậy cái lồn, có cổ áo cũng vẽ luôn anh em ạ. Này, bây giờ mới để ý nhá. Đâu để cái gì? 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái comment và 3 cái comment là nữ. Mẹ mày thề group của thằng này lắm gái vãi lồn ấy. Anh đéo biết đâu, thì mẹ group nó 122.000 thành viên thì em nói xin lỗi anh, thì group của nó phải đến 100.000 đứa là con gái anh ạ. Đi bị nhiều con gái vãi lồn thề. Nhưng mà tôi đéo biết là đến lúc mà ví dụ như là nó cam out ấy, nó công bố là nó sẽ bị gay hay như này như kia ấy, thì lúc đấy chị em sẽ như nào nhỉ? Chị em trong group sẽ như nào nhỉ? Nếu như mà lúc đấy mà chị em trong group có suy nghĩ lại ấy, mà muốn out ra group ấy, thì có thể join vào group của tôi nhá. Ôi nói đùa thế thôi. Thề cái này em cũng thì mà em cũng đéo biết. Em cũng muốn kiểu nhiều người yêu quý em là con trai lắm chứ. Nhưng mà tự nhiên con gái nó
cứ kiểu nhiều nhiều em biết làm nào. Bây giờ chẳng nhẽ em bảo người ta mẹ không được thích em mà, nhưng mà em thích kiểu có fanboy các thứ chứ. Em nhắn tin với Linh Khánh Đặng. Không, thực ra công nhận là kiểu nhất là lứa tuổi tầm cấp 3 ấy các bạn, có thích xem cái giai Hàn Quốc, xem phim Hàn Quốc, xem ca sĩ Hàn Quốc phải luôn các bạn. Thằng ai được cá nào nó cũng hơi kiểu kiểu hơi điệu điệu giống kiểu giai Hàn Quốc ấy. Là nhiều gái nhiều thích. Đúng thật. Chị em thích Hàn Quốc hơn, chị em đều thích Mỹ đen nhỉ? Tôi giống kiểu Mỹ đen vậy luôn. Thì là phong cách sống cũng như là style của tôi giống kiểu Mỹ đen vậy luôn, mà chị em đều thích Mỹ đen à? Thích mấy thằng Hàn Quốc. Em là kiểu thích kiểu kiểu chất chất ngầu ngầu ấy, vừa kiểu Mỹ đen này, vừa kiểu mẹ G-Dragon cơ. Đấy, nhưng mà quan trọng là da em ở bên ngoài nó không đen thôi. Thích chim ngắn. Chết mày. Tôi kể cho các ông cái câu chuyện nó đi đá bóng xong là có mấy bạn ra mua nước cho nó uống chứ nhỉ? Đúng, đấy. Đúng. Đấy, đấy chứ. Thể lại câu chuyện đấy thì anh kể mấy lần rồi đấy anh Độ ơi, anh kể mấy lần rồi đấy. Chưa, chuẩn, mà chuẩn, ai chuẩn, cũng chuẩn. Ai cũng bị một lần ấy chưa, đéo hiểu sao chứ, ngồi một đống gì, để mua đúng một ly nước anh em ạ, thề, không lẽ bây giờ. Không, đi mẹ đi, không đi bóng đeo đâu, không biết. Để mẹ đi, con mẹ mày đi được đúng một buổi. Đấy, anh cũng nói ít thôi, thề anh đi đúng một buổi mà kể hôm đấy mẹ đi như thật đấy. Là có một bạn nữ ngồi một mình ở chỗ cái chỗ ngồi đợi để bọn mình ra uống nước đá bóng. Đúng ấy rồi. Thì chả hiểu là bạn của ai, ngồi từ đầu đến cuối xem. Em cũng không biết. Thì lúc mãi về sau, xong rồi lúc thằng Nhím đá xong ra đưa cho thằng Nhím bình nước, cái chai nước tôi đéo nhớ lắm. Đấy, thì ra biết là fan của Nhím đã ngồi từ sáng. Địt mẹ, fan luôn. Em đứng đây từ sáng. Ôi. Ôi. Em đứng ở đây từ sáng. Ôi, địt mẹ, sao mình không biết nhờ? Sao địt mẹ mọi người lại biết ta? Thì bạn fan của mình còn không nói chuyện cơ. Kiểu mình còn kiểu chả biết gì. Mình hôm đấy nhá, là bạn ấy đưa cho mình chai nước. Xong rồi mình cũng ngại ngại, xong mình nhận thôi. Xong mình cũng chả hỏi cái gì cả, chả kiểu cảm ơn thôi. Xong mình cũng chả hỏi kiểu các thứ, bởi vì mình cũng tưởng bạn ấy kiểu đến xem đá bóng các thứ linh ta linh tinh thôi. Phải lộn nhở, sao anh Phân Kỳ biết bạn ấy đứng từ sáng nhở? Hay là anh Phân Kỳ đứng cùng bạn ấy từ sáng? Em đứng ở đây từ sáng mà chưa thấy ai trông bóng lộ bóng lồn như anh cả. Cho anh em bú chung ấy, anh em phải bú lấy bú để anh em bú. Tao được cái bú, tao ấy, được bú phát lồn nào, tao được bú tí nào. Này bú ké hưởng lộc. Nó có mời đéo đâu, đi mẹ ngồi mình mày. Rõ ràng là em có mời nhá, em có mời cả anh Độ nhá. Nhưng mà anh Độ không uống nhá. Thế em có mời mọi người nhá, xong mọi người cứ bảo thôi ngại lắm, bạn ấy tặng mày mà. Có tặng bọn anh đéo đâu mà bọn anh uống. Ê. Đó này. Tôi thề giống con gõ kiến à? Ừ. Đi có vẻ cái mỏ nó. Gõ kiến. Gõ kiến cái lồn nó gõ kiến mỏ nó dài cái lồn mỏ nhọn. Seco. Đi mẹ giống vãi lồn. Giống. Seco, đi mẹ phải giống Seco cơ. Seco cũng không giống. Đê khi. Em giống đê khi. Các bạn ấy người, tôi thấy nó đúng một ly nước. Nó nhọn đấy nhỉ? Mỏ thằng lồn này giống mấy cái nhân vật ở trong phim. Đê khi anh ơi. Chim cánh cụt đấy. Ờ, giống mấy nhân vật chim cánh cụt vãi lồn. Đi phải luôn à, cuộc đời tôi chưa rồi đi đá bóng rồi có bạn nữ đi mua nước rồi đấy, mua sữa cuộc đời em chưa bao giờ đi bắn giải mà có được mẹ mày có bạn mua trà sữa cho thề nhá. Tôi kể cho các ông nghe, người yêu tôi với lại kể cả là vợ anh Độ, rồi là người yêu của anh Chip, hay là người yêu của Phan Kỳ, hay là người yêu của Bông Mai, hay là người yêu của thằng Snake, hay là người yêu của thằng Bô, tất cả hội chị em mà đi ra xem bóng đá ấy, là kiểu lồn gì cũng ra quán nước ngồi đi mẹ mà gọi mì tôm, gọi xúc xích, gọi cả đi bạn gì, gọi cả hướng dương, gọi cả trà đá nhân trần, xong rồi đi mẹ nước vối, xong rồi cả nước ngọt, ngồi kiểu ngồi ăn uống tụ họp đánh bài các thứ vãi lồn ra, đéo có ai mua nước cho bọn tôi uống cả. Đi mẹ duy nhất chỉ có mình nó thôi là fan hâm mộ ra mua nước uống cáu cay vậy luôn, kiểu nghĩ thôi đã thấy kiểu ghen tị vậy luôn. Thì em cũng có biết đâu, thề đấy là lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên mình cũng được như thế trong cuộc đời của mình đấy chứ. Chứ không phải là mình được nhiều đâu, lần đầu tiên đấy. Bú luôn. Mình không biết mà. Nó tự nói nó bú cu luôn anh em thấy không? Cái lồn gì đấy, địt mẹ mày lại suy ra cái lồn gì đấy. Chọc nó nhím bú cu thì nó giận, nó vừa nói xong đó, các gì ngầm đầu buồn tự nó bú cu đó. Đi không, ông đừng giận tôi nhím mà, ông tự ông nói luôn á, nó từng dạy ông đập lên ông luôn. Ui, ông im mẹ mồm đi. Cay đéo chịu được. Này, xong rồi đi lại còn cái hình xăm nữa. Đi lại cũng quá đáng quá. Đi mà BLXX đây. Hãy chia sẻ yêu anh biết nhím đẹp trai. Cảm ơn em nhá, cảm ơn công. Xong lại còn cái hình xăm đi. Có thể là cái vẽ cái này chú trong 5 phút thì vẽ cái logo refund với cả vẽ cái tóc của nó mất mẹ 3 phút rưỡi về được rồi. Con mẹ mày vẽ cái mặt của nó với cái người nó vẽ kiểu tôi. Khó chịu quá luôn. Ông là vẽ trông bịt có vẻ kiểu thề luôn, kiểu trông quá đáng quá mà. Thực ra là các bạn vẽ cho mình ý thì mình vẫn vui, tại vì các bạn yêu quý mình, các bạn thích mình, các bạn phải vẽ cho mình đúng không? Cho nên mình vẫn cảm thấy vui cả hạnh phúc nha. Nhưng mà bây giờ group chúng ta cần phát triển các bạn ạ. Chúng ta cần những cái bài viết mà chất lượng hơn.
Đấy, chứ nó không không phải kiểu gọi là low qualify như này nữa, các bạn hiểu không? Chúng ta phải ở mức đẹp mẹ mày high qualify man, full HD. Đấy, chứ không phải là ở mẹ chế độ SD nữa. Bây giờ vào các bạn sẽ bị ngoài tuyến. Đây, mình vào thử cho các bạn xem. Ôi, đi có mẹ bao luôn, luôn à? Ôi, vãi cả luôn. Đâu vào thử. Ông thực ra tôi biết là chặn rồi, nhưng mà đi có mẹ bao luôn. Đi có mẹ vào thử xem là ban ra được xong rồi. Thề, có mà dám ấy. Mà chưa xem. Đấy, đi mẹ nó ở đây nữa. Lần đầu vẽ nhím đẹp trai. Ui, hey, sáng nay nhá. Sáng nay nhá, sáng nay nhá. Thề mình vừa nhìn cái cách. Này, bắt bài, bắt bài. Đâu đâu, bắt bài. Đấy đấy, đi phải đâu đâu đâu, mà thế này các bạn tin là kiểu lồn thì nó cũng chỉ ra một đứa con gái nào đúng không? Xong một đứa con gái là comment xong rồi nó sẽ bảo đi mẹ mình có liên quan đến con đấy, các bạn tin không? Các bạn đợi này. Ui, thế sáng nay bắt bài Nguyễn Hoàng. Đấy đấy đấy, đi mẹ mày biết đừng ngay. Đừng buồn nước anh, biết ngay. Luôn. Ui, phải lồn là có ông đi mẹ mày hết ma mi si về là có thêm cả điểm mi si nữa, đi mẹ sơ chim mơ mới nổi. Điểm mi si. Điểm mi si. Vậy anh em hiểu không? Hiểu hết. Nay nhá. Thằng nào cứt thằng nào đít. Sáng nay nhá, thề vừa đi có mẹ sao mình nói thề nhiều thế nhở? À, bài này không phải mình phê duyệt nhưng mà mình đang định nhìn lướt đến cái bài này rồi. Ui, bảo địt mẹ fan Trung Thành đấy rồi, địt mẹ mình đang đợi ảnh bãi Trung Thành đấy rồi. Fan Trung Thành đấy rồi. Đấy thì địt mẹ bấm vào. Fan Trung Thành đấy rồi. Fan Trung Thành đấy rồi thì địt mẹ chẳng phải thế. Người ta kiểu yêu thương mẹ fan Trung Thành chẳng phải yêu thương, người ta phải nói giọng khác chứ. Fan thì người ta phải nói giọng fan bình thường, còn fan Trung Thành thì đương nhiên là fan Trung Thành đấy rồi. Đấy phải nói như thế chứ. Ảnh mình kiểu háo hức đợi nó lốt đấy. Đấy thôi cuối cùng đây. Các bạn thề giống quả bóng à, cười đã rồi. Anh đổ lại thề. Em lại giống thấy cái quả quả củ khoai tây mà đổi nón sinh nhật vãi lồn thề. Giống khác đi đâu luôn. Củ khoai tây đổi quả sinh nhật cái lồn à? Đi mẹ mày trông giống quả thằng này trông giống cái này trông giống quả xoài vãi lồn thề. Quả xoài xong rồi đi mẹ ở trên kia kiểu cắn dở ấy. Giống quả xoài vãi lồn. Các bác câu có biết quả xoài Thái không? Địt mẹ hình kiểu tam giác như này ấy. Địt mẹ giống vãi lồn. Anh yêu mà. Đẹp mà. Đẹp mà. Đẹp mà có hai chân mà. Này vừa bụng ta lắm. Địt mẹ thế này thì vẫn thề. Đầu không? Địt cho đứa trẻ con vẽ được đi. Đéo có tâm gì cả. Địt mẹ con động vật đéo ra mà hai chân này. Địt mẹ có nhím ra hai chân không? Nhím ngu đấy. Thằng lồn kia lại bảo con nhím ngu. Vãi lồn nhìn group khác mà kiểu ghen tị ấy. Ghen tị đấy. Xong rồi bây giờ mọi người còn hay hết rồi đúng không? Đụ má mày nhìn cờ group khác ghen tị cái con cà. Thì mà mày tờ group tao cũng khác rồi. Đây đây đây, đi mày con gái đây. Đi mày con kéo gì đâu các bạn. Các bạn nhìn đi này. Con gái đây. Nguyễn Hoàng Thanh okay Phương. Ok nha. Ok chưa? Hương Hoài Thảo Vân. Đấy, đấy đấy đấy. Khắc đéo gì đâu. Các bạn ạ, cũng phải nhắn tin các thứ nhiều thì nó mới hiện lên trên bảng tin như này này. Mẹ mày thề luôn, Facebook cứ ai tương tác nhiều là nó sẽ hiện lên này, cũng nhắn vãi lồn ra. Trời ơi. Khác gì nhau. Này thì mẹ mày nói bố mày nhá. Bây giờ thì đi mẹ mày gậy ông đập lưng ông như thằng lồn. Ấy phải lồn ra chế thằng bạn mày. Từ từ mày đợi đi. Từ gấp đi mẹ lại cái thằng này nữa. Bố má mày cũng khác lồn gì tao. Đi con. Cái tóc quen khác gì là cái đầu bùi không? Tiền quên à. Khác gì mày không nhím. Mẹ nhìn nhìn lúc tư vãi lồn thề. Nhìn mấy tức nè. Mày cái mặt này nó lại hợp đéo chịu được luôn đi. Địt có mẹ thông minh đẹp trai. Thề luôn. Địt có mẹ mày hợp vai lồn không ạ? Địt mẹ nó khóc. Hợp vai lồn. Giống vai lồn. Địt mẹ phải thề. Đúng kiểu baby đầu ti to ngọt chất cái luôn không ạ? Tức không? Không nhưng mà mình chưa. Kiểu nhìn mặt là ngày béo bằng. Nhưng mà đéo cay bằng mình. Cái mắt với cả mũi cả mồm mà mặt chưa bao giờ là thành mẹ mặt chưa bao giờ rồi. Thằng này đéo còn phải bóp gì cả. Giống vai lồn. Chưa bao giờ. Địt thấy buồn hết. Không, không có gì phải buồn hết, nhưng mà để không mà mình nhìn tức không? Thấy thằng lồn trong group tao đó. Đó anh em xương máu trong group đó. Tí nữa anh lại cho bộ xem group anh luôn. Địt bạn chả khác bùi thì group em cả. Mày hiểu không? Tí nữa anh cho em xem luôn. Cái lồn mày nó đéo hiểu luôn đó. Em cười chán đúng không? Ái cả lồn được. Thằng Lepo ôi đi cũng không, thằng bố giống hơn. Thì phải anh xem mai còn đỡ đấy. Thằng bố nhìn giống hơn. Chỉ tay chứ, chỉ tay chứ, đi con ạ. Hai hai hồi đi bay mày cái này nhìn giống mày đi có bay mày thề đi con mẹ đây là thằng mô đúng không, thằng mô ngày xưa đúng không, đi con mẹ mày giống vai lồn mày, mày giống vai lồn thề. Cái này là ghép vào hay là cái này là anh thật mày, đi mày cái này anh thật, anh thật, anh thật, anh thật. Tấm ảnh này là qua vô tấm ảnh này anh em biết là một tháng em làm có 7.5-8 triệu à. Nó xong là thằng nhím là chở em, thằng nhím nó quay cho em này nó cái gì Trung Quốc này thêm nữa đi con mẹ. Ủa anh là thật hay anh ghép vậy mà giống vai không, lồn mà à? Thằng kia nhìn à, nhìn kìa. Vẫn kiểu gọi là nam tính hơn, anh góc lại góc miss vuông hơn, donate em vuông rồi hơn. Y dỗi thật sự donate đấy
gì đâu. Anh thật à? Ui thì mẹ sống mũ đeo chịu được ấy. Còn nhiều lắm đó. Chưa gì hết đâu, anh còn trẻ mà lấy kế thành lão thủ. Lão thủ. Lão thủ gì đấy. Anh xem nó, anh xem nó cái này xong rồi anh check cho nét cụ thể nhá. Bô nghiện mẹ thuốc lào rồi. Sau đợt đi Cao Bằng tôi dạy nó hút thuốc lào cái bây giờ đi mẹ công. Ui, thì thành lão thủ luôn rồi. Chân Sở Chi Minh Hào cứ ngồi ở đấy đi mẹ đến tầm chiều chiều kiểu lồn thì cũng phát giái xuống làm bi thuốc lào. Kiểu đéo chẳng gặp nó đi. Quái cà lồn bắt đầu ơi. Vậy là chết người. Chín ngày mười năm không bao giờ đi bên mặt anh đội kìa. Trông như lại ông lắm, em nhím nha, em nhím nha. Tôi một tin đúng không? Trông như một tin vậy. Để mẹ anh đội à. Đây, anh giao tất cả trọng trách refund cho chú nha, nhím nha. À cho con nha, nhím nha. Bố giao cho con hết đi nha, nhím nha. Đấy, đấy là 40 năm sau đấy, 40 năm sau đấy. Sao để biết hai thằng đấy là nào? Đó, đó nó toàn cắt hình nó vậy không đó. Nó toàn cắt hình nó như vậy nó đăng lên không à. Đấy, điệp mà cái lồn gì đây? Ui. Ui. Đi cosplay bọn tôi à? Điệp mà anh Quang này, anh Độ này. Sắp đéo gì? Trông tao như thằng nghiện kia, đi trông anh béo tốt này mà thằng người ngồi bên cạnh trông nghiện vãi lột cho anh Độ trông lắm lông đi kia, đi đủ em má. Đâu? Em này, xong là ờ nhỉ, clip ở đâu vậy? Muốn xem clip. Mày ngược rồi, đi bại mày thằng nhím ở giữa, mày đúng ở bên rồi. Này. Vậy sao là nó anh chip ngồi đây này, ba bố mới là đang chuyển giới, đi mẹ vô lý đấy, đi mẹ đúng ra nhá là chỗ mình là chỗ ở giữa, đấy là chỗ của thằng áo xanh này này, đấy chứ không phải là thằng kia. Hợp lý. Chip là nào ở bên đây, đấy hợp lý anh Quang này. Quang đi mẹ, thằng anh nhìn giống anh Quang lại luôn kiểu đen đen xong rồi, giống cái lồn đi chỗ nào, đi con mẹ giống ở chỗ lồn à hả thằng Tú? Mẹ trông giống anh chỗ lồn nào vậy? Đủ ma kiểu đen mày. Đen đen rồi lại còn kiểu cameraman hay là cameraman còn gì nữa. Là ngày xưa anh còn hay kiểu đội snapback các thứ nữa chả giống. Bắt đầu là về dâu dài, hơi béo béo lên tí còn em này. Ôi, có mẹ anh em tôi xăm chỗ nữa. Anh đội gấu vãi đấy. Thật là con gái luôn. Bạn ấy là như nào? Cover à? Cover à? Cover à? Phải lồn sau đéo xem đi. Đấy đủ má mày cái hình này nhìn. Ôi. Mày mẹ đi tục quá lồn. Đi con mẹ. Mày thô quá. Mất dạy rồi lồn. Đi con mẹ. Thì sao phải buồn anh em hiểu không? Thì mày mẹ ăn cả chuối nữa kìa. Nhìn mày tức không nhím? Cái chế hình tao vậy đó tức không? Tức không? Tức không? Có mày mà tức không? Đi con mẹ mày đây đúng cái đầu bùi còn lồn gì nữa. Đi con mẹ mất dậy mà ăn lồn gì. Con thằng đầu bùi luôn. Con cu cao lãnh, con cu cao lãnh. Con chồng nằm mà. Đi con mẹ. Đi con mẹ mà quần xịp. Quả quần xịp mà ăn lồn. Anh Độ mới quần xịp rách giống như này mà các bạn. Anh Độ vẫn đóng khung lồng kính. Anh Độ vẫn có cái quần xịp rách như ngày xưa anh Độ mặc ấy, vẫn đóng khung lồng kính vào và vẫn treo ở trong nhà ấy. Mẹ thề luôn. Hôm nào tôi chụp phòng stream của anh Độ lại có một góc treo nguyên cái quần xịp đấy ở trong một cái lồng kính ấy. À được. Đó, gì đâu phải buồn. Gặp nhau kìa. Ôi trời ơi, mẹ mày cái lồn gì đấy. Có gì đâu nhím. Điệp mày cũng để cái thành phần đấy trong group được. Ôi đi mẹ mày cũng có gai là có thật à. Ôi ba lồn. Dạy ba lồn thề. Điệp mày trong group tục quá lồn ấy. Thề. Buồn cười luôn. Con này nó hết thương mẹ nó hết rồi. Ai vãi lồn thề. Cái lồn gì đây? Cùng A trải qua bao. Đây. Gì vậy? Để cho mình, để cho bạn với bạn lồn. Sáng mình mới ngủ dậy mình thấy cái hình này rồi mình buồn cười lắm. Đâu mình nói select cho em xem đây mà. Đi con. Ui cái đi con. Đi con với nhìn xinh ấy. Độ đẹp vãi lồn. Ai độ nhìn hợp vãi lồn. Cao vãi lồn. Đi con đấy. Đi con mẹ thằng lồn. Cái mày chít bằng đen vãi lồn mày. Ghép hợp vãi lồn đi. Anh Độ nhìn hợp vãi. Thề à? Luôn, đi ghép mày chip mặt đen vãi lồn. Đéo hiểu kiểu gì ạ. À? Đủ à. Mà. Giống hoa hậu đi, mà hoa hậu đại dương vãi lồn đi. Cái lồn gì đây. Đi cô mày. Tiếp đi, lạc à. Đi. Chịu. Xong chưa anh ơi, sao đây ơi. Xem tiếp yeah. Video đi. Hết chưa. Dẹp tiếp đi. Vãi cả lồn đi kim lồn gì ấy. Thôi được rồi. Hôm nay reaction đến đây thôi các bạn. Thôi còn đoạn donate hay nào đấy thôi. Để các bạn lên YouTube các bạn xem đi. Ủa vẫn còn này. Đâm đập lưng. À đây đây. Em mãi yêu anh bố. Dù game này hay game khác anh vẫn luôn là idol thề, trong lòng em này mãi cay yêu vãi lồn. Ôi. Địt không vậy. Mãi yêu anh bố đó. Tập trung cả bạn ạ. Đi có vẻ nhìn mặt mình lúc đấy cũng quá là vãi lồn. Nó đeo phải là tâm thư, nó gọi là tâm donate mẹ luôn đấy. Chỉ có mình tao, chỉ có mình tao bị. Ê dè đủ má mày gậy âm đập lưng anh.
Mẹ buồn cười mà em thề. Mẹ sao địt mẹ mày đéo bao giờ có một người nào đấy donate mình như thế để mình có thêm động lực để đéo nghỉ sớm. Anh Độ không hiểu đúng không? Anh Độ không hiểu đúng không? Đéo bao giờ ông donate cho tôi, ví dụ. Anh Độ không hiểu đúng không? Tấu hài rất tốt. Hàng ngày đều đặt một năm sau nhở. Em nói anh Độ nhờ, em mà có người donate thấy là em tạm tháng 30 ngày luôn. Ờ mẹ làm đéo nghỉ ngày nào luôn. Em cũng thế, nhưng mà đây lại là cái donate trong bô mọi người. Ban đến em cay quá. Em thế luôn ý. Làm được 21 ngày rồi đấy. Ai theo dõi đệt mà nhìn cái mặt của nó đúng như cái mặt lồn mà nó cay ra đây mà cay. Các bạn biết không tại sao tôi đéo để tiếng donate không? Đánh lên Quang ơi. Cùng A trải qua bao thăng trầm. Ủa. Nhưng phong độ và tư duy của anh vẫn luôn ở đó. Tay vẫn hay và não anh vẫn hay to. Và não vẫn to. Ủa, hay ấy. Dù game này hay game khác anh vẫn luôn là idol trong lòng em mãi yêu anh. Ủa, anh bố. Anh mặt mình ngu vãi lồn thề. Ủa, cái này vẫn dậy vãi lồn thề.